các chị yêu nha, chào mừng các chị đến với livestream của Xinh Xinh Shop tối ngày hôm nay ạ. Rồi đầu tiên ha, em có đúng một cái duy nhất đầm màu body và màu tím, cái này là sườn xám, đúng một cả một luôn, hết rồi. Hàng này là hàng duy nhất luôn nha cả nhà ơi, hàng hiếm nha. Còn đúng một cái em đang mang là size M, bình thường váy này là bao nhiêu? 390. Sườn xám nhung hoa em đang mặc giá cũ 390, riêng hôm nay chị khách nào mua em sale luôn. Nè chị nào đặt hàng em chốt luôn 199 nha. Rồi nhanh tay giúp em, còn đúng một cái rồi đó. Hàng này mà đặt chậm là không có đặt được nha. Em còn đúng một cái cuối cùng. Size M nha cả nhà. 50 cân đổ về cho em là vừa. 52 cũng được, co giãn. Nhung co giãn 52 cân đổ về cho em vẫn có thể chốt đơn được luôn. Ủa các chị thấy like của em chưa ta? Nên bị rớt mạng hả ta? Để em kiểm tra coi có mạng chưa. Em mặc là 1457 nha cả nhà ơi, còn đúng một cái cuối cùng nha. Chị nào nhanh tay em chốt cho mình luôn là 199.000 nè. 390 giảm còn 199k, hàng còn đúng một cái luôn. Body sườn xám có xẻ tà hai bên cho các chị mình. Đây sườn xám là bắt buộc phải xẻ tà. Kiểu nó vậy nha. Chờ chị Diễm Hằng rồi, các chị thấy like của em rồi ha. Cả nhà ơi thấy like của em rồi, mình tương tác nha các chị yêu ơi, chấm bài tương tác cho em nha. Sườn xám nhung hoa, cái này không có kim tuyến. Kim tuyến em sẽ có kiểu khác. Em có nhung kim tuyến nè, đây. Nhung kim tuyến kiểu khác. Còn em mặc là nhung hoa nha cả nhà. 52 cân đổ về cho em chốt đơn nha, sale luôn. Sale luôn 199, các chị nào size M không? Em còn có đúng một cái thôi á. Ai lên đơn nhanh tay là sẽ chốt được cái em váy này nha, 199.000 đồng. Chị nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. 1457 kèm số điện thoại cho em. Đâu rồi, sao la em lúc nó đứng lúc nó chạy vậy ta? Biết cái chị xem like có thấy rõ chưa nữa? Có bị mờ không cả nhà? Kiểm tra giúp em coi đường truyền mạng nó ổn định không nha. Em thấy máy nhà em lúc nó nhảy comment, lúc nó đứng im, không biết là mấy chị chưa bình luận hay là sao. Em thấy chị Quốc Thịnh nè. Rồi 1457 cho em 199.000. Nhung hoa kim tuyến cả nhà nha, size M, tặng luôn cái áo luôn. Ha, mua cái nhung của em là tặng luôn cái áo này luôn nè. Rất là đẹp đúng không? Rồi bình luận liền em tư vấn nha. 1457 cho em, sẽ tà hai bên nè, đúng một cái cuối. Chị nào nhanh tay cộng thêm xíu may mắn. Chứ còn có một cái một thì không có, em không có chốt hết được nha. Chị nào đặt trễ là không có chốt được em này đâu đó. Ai nhanh tay em chốt luôn nè. 199k, 1457 cho em ạ. 1457 kèm số điện thoại. Rồi tiếp theo bây giờ qua mẫu khác được chưa? Muốn em lên màu nào phía sau thì bình luận cho em ở bên dưới đi nha. Thích em mặc màu nào phía sau bình luận liền, em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Bình luận bên dưới để em chừa hàng chừa size. Bây giờ em qua mẫu nha. 1457 lên đăng mặc nha cả nhà. Đây khóa đằng sau nè, khóa kéo phía sau lưng của em ha. Đó, tranh thủ chốt luôn em tư vấn nha cả nhà. Tiếp tục bây giờ em chuyển mẫu. Ưng màu nào bình luận nhanh tay em giảm giá cho các chị mình luôn. Tiếp theo em sẽ có cái váy hoa nhí nè. Cái váy hoa nhí này hôm nay còn sót lại vài cái nè. Hôm qua cũng có khách đặt rồi. Em còn hôm qua như 6 cái, biết nay còn mấy cái nữa đây. Đây còn nhiều sale nhiều ha. Thôi còn nhiều chút nhiều đi, chứ em cũng không biết là nó còn nhiều cái rồi, phải lên hệ thống kiểm tra mới ra. Đây 1466. Em đang mặc là 1466 ạ. Hoa nhí quan tâm, em này 200 mấy đây, để em kiểm tra coi. Nhiều mã quá em chưa nhớ luôn nè. 1466 cho em. 1466 259 1466 ạ. Đầm van tâm hoa nhí nè, 259k. 259k cho em mã này, chất liệu là vải von nha. Von tâm nhà em thì các chị biết rồi. Siêu mềm mát luôn, hoa nhỏ nhỏ nhìn xinh ha. Vậy đang mặc đấy, chị Đặng Thành mình lấy mẫu nào bình luận mã giúp em nha. Tại vì nhà em bây giờ là hơn 1500 mã rồi. Hơn 1500 mã đầm rồi. Nên là cái chiêu đặt hàng mình bình luận đúng cái mã số thì mới chốt đơn được. Chưa kể là mấy cái đầm mà nó hết hàng như vậy nè. Cái nhung em mới mặc nè, màu tím, còn đúng một cái, mua trễ hết hàng. Rồi bây giờ tới cái em mang cũng còn hai cái. Trời đất ơi, còn có hai cái thôi. Hôm qua 6 cái, hôm nay còn đúng hai cái. Vừa ngày hôm qua em kiểm tra là nó còn 6 cái ha. Hôm nay váy hoa nhí của em đang mặc đó chỉ còn 1M với 1L thôi. 259.000 giảm giá. 259k cho em một cái size M với một cái size L. Dưới 55 cân các chị yêu chốt hàng cho em nha. Dưới 55 cân. Mẫu đang mang 1466 nha cả nhà, em ghim giá cho mình. 1466. Rồi sale luôn còn 259k cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nè. Nhanh tay em tư vấn các chị yêu ơi. Hoa nhí von tâm. Đầm này hai lớp không có mỏng nha.
có khóa nằm sau nè, rồi có túi nữa, may kèm hai túi cho các chị đây xinh cực kỳ. Chị Trinh Phạm, đầm này chị có rồi, đẹp, em cảm ơn chị yêu rất là nhiều, rồi xinh ha. Em này mà đi chơi dạo phố hết biết luôn, vải mát rượi, hai lớp không có mỏng. Rồi túi hai bên cho các chị nè, em chỉ còn hai cái cuối cùng thôi. Chị nào nhanh tay em chốt cho mình luôn nha. 1466 kèm số điện thoại, sale luôn còn 100. À 259 ạ. 259k cho em bộ vải này. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn. 259k. 1466 nha cả nhà, còn size M với size L, hai size cuối cùng. Còn M với L hai size cuối cùng, bình luận nhanh tay giúp shop nha. Rồi đầm vest nha, em lên đầm vest. Mình muốn coi màu nào đằng sau em thì nhắn em nè. Đầm nhung em mới mặc có 199 nè. Nhung em mới mặc đúng không? Đúng một cái, xe 199.000 luôn. Cái đó bình thường em bán có tới 390 lận. Tại đây còn có một cái nên mới xả thôi, chứ đúng giá là không có thể nào mà may được 199 hết trơn á. Em mới mặc 199.000 á chị Tuyến ơi, mà em thấy quá trời khách lên đơn luôn á. Có một cái một mà quá trời chị lên đơn rồi. Đầm này đẹp lắm cả nhà, xuất sắc khỏi chê mà không cần ngửi luôn. Đó, khách em khen rồi, nhà yên tâm chưa? Nha, chị nào mà chưa mua cứ yên tâm đặt thử đi. Em cho mình xem hàng, mình chưa yên tâm thì em cho mình xem hàng luôn ha, được xem hàng trước thanh tài. Đẹp như em quảng cáo, đúng như em giới thiệu thì cái chị nhận cho em, ok không? Không có gì phải lo hết trơn á, mình được kiểm tra mà, giao tới nơi em cho xem hàng nữa mà lo cái gì. Rồi bây giờ vest này của em mua đầm tặng kèm dây thắt lưng đây cả nhà ơi, xuất sắc. Mua đầm tặng kèm dây thắt lưng nha cả nhà. Vest em đang mang đây 1408. Vest em mặc là 1408 cả nhà ơi. 1408 nha cả nhà. Chốt luôn là 199.000. Rồi đây vest này là chất gara sọc. Chị nào nhanh tay em chốt luôn cho mình. Ôi hết rồi chị Tuyến ơi, em mới kiểm tra lại rồi, có khách được chốt rồi. Cái đầm nhung đầu like mới đâu bao nhiêu phút đâu, em mới mặc 7 phút khách chốt đơn rồi. Cả nhà mình đặt hàng cỡ tầm 5 đến 7 phút sau thôi là nhân viên bên em chốt đơn liền đó. Hồi đầu like em mặc cái nhung tím á, đang định cầm lại cho chị khách xem thì hết mất tiêu rồi chị ơi. Thôi lỡ cái khác nha, rồi chúc em lên cái khác cho. Cái đó hết rồi chị, chút xíu lên cái khác cho mình. Rồi giờ xong cái vest này của em đi, đó tranh thủ luôn. Đồng nào mà ít ít như vậy là không nhanh tay là hết nha. Váy mà em mặc đây là 1408 ạ. Đẹp, em cảm ơn chị Dung Đàn nè. Đồng này của em còn mấy size đây ta? Hình như là em còn 3 size thôi hả? 1408, em này với chất liệu là vải cara sọc, đứng form đẹp lắm. Em còn 2 size cuối cùng. Mẫu em mang còn 2 size cuối cùng cho các chị mình luôn ha. Váy này là váy vest nha cả nhà. Một em vest suông, sale luôn 199.000 đồng, rồi chốt đơn 55-65 cân cho em là vừa, sáu còn 2 size. Vest em mang còn 2 size cuối cho các chị mình luôn, suông rộng như vậy cũng được nè. Trước tiên em mặc cái form mình coi, nó sẽ suông rộng như thế này trước, cơ bản là may form suông. Đó, 55-65 cân vừa cho em nha. Rồi bây giờ đổi kiểu nè, em tặng luôn cái sợi dây này. Mua vest của em tặng kèm thêm cái sợi dây thắt lưng bằng da. Dây này mình kết hợp với đầm vest của em mặc hoặc là đầm nào cũng được hết, rất là dễ phối đồ luôn. Đây, muốn ôm eo thì mình siết nó vô cho em như vậy. Đó, thắt nơ hay là thắt kiểu nào gì đó là tùy ý khách nha. Rồi, thắt cho em một cái sợi thắt lưng vào. Dây này em tặng kèm đầm, cả nhà thấy sao? Một đầm một thắt lưng 199.000 tin được không ạ? Một đầm một thắt lưng sale 199 cái chị nha, hai size cuối, không may thêm nữa. Em ngưng rồi, cái sọc này của em sọc nâu trắng này là em bỏ mẫu rồi. Bây giờ nó chỉ còn hai size cuối cùng, hết là ngưng luôn. Chị nào bây giờ mua là phải nhanh tay nha. Qua like của em nhiều khi ngày mai nó hết hàng á cả nhà, chút sớm cho em tư vấn nè. Mẫu váy của Xin Xin Shop rất ok, em cảm ơn chị Dung Đàn nè. Trời ơi, ngày nào vô like chờ mấy chị vô nhận xét nha. Cái chị yêu nhận hàng á, mình có thời gian cả nhà mình quay lại mình review cho em xíu nha, nhận xét cho em xíu nha các chị. Chứ mấy chị khách mới thấy đẹp mà rẻ không dám mua. Trời ơi, đồng đẹp như vậy, giá rẻ như vậy mà không dám mua, mấy chị mua thử đi, mua thử đi là biết liền. Mỗi chị một đơn mua thử đi, nhận hàng em cho kiểm tra mà lo gì. Được xem hàng trước thanh toán, đúng như em quảng cáo với chị nhận, tiền đang nằm trong túi cái chị mình có quyền kiểm tra. Giao tới nơi xem hàng đẹp mình nhận cho em ha. 199k mẫu này, đầm tặng kèm dây thắt lưng còn 2 size, đầm suông trung niên 68 cân.
Có một. Rồi chị An Nguyễn ơi, chị vô đúng shop rồi. Shop em là chuyên đồ trung niên. Nhà em là mặc dù là tên shop là xinh xinh shop, nhưng mà thật ra với em chuyên trung niên. Nhiều chị nghe tên shop cứ tưởng là shop đồ trẻ đúng không? Nhà em chuyên đồ trung niên chị nha, 68kg đúng không? Bây giờ mình đo thử giúp em phần eo đi chị An Nguyễn. Tại vì nhà em hôm nay eo to nhất là có 90 nha. Eo to nhất hiện tại bên em hôm nay eo cỡ 90, không biết là eo chị bao nhiêu. Nếu mà eo 90 ha, đầm suông em có da beo cho mình. Đây, hai cái da beo form suông này rất là đẹp luôn. Một cái beo dáng dài maxi, một cái beo thì nó vừa qua gối. Cả hai em này có thể tối đa eo 90 mặc vừa. Đó, suông luôn, hai cái này đều là suông cho các chị mình luôn. Hoặc là cái thai to màu tím này eo 90 mặc đồ cho em nè. Chị nào 67, 68 kênh tham khảo. Đầm này eo 90 đổ bề cho em vừa, rất đẹp luôn. Size to nha, tại vì 68kg thì em hơi ít mẫu nha, dưới 65 thì nhiều hơn, còn cỡ 67, 68 thì cũng có mà hơi ít mẫu. Thành ra là phải xem coi eo bao nhiêu vừa em mới tư vấn cho mình được. Này em này eo 90 luôn nè. Đó được không? Hoặc là cái sơ mi 3D này của em mới về cũng đẹp lắm. Đây, sơ mi 3D này của em eo 90 mặc vừa luôn, cũng là sơ mi suông. Họa tiết sọc 3D này các chị mặc lên nó ảo diệu lắm, không có lộ bụng luôn, mặc rất là gọn dáng cho em nè. Sang lắm nha, chúc em mặc mình coi thử. Sơ mi mới về, eo 90 cho em. Được không? Hay là đầm đi tiệc. Đầm đi tiệc màu đen này eo 88 được nè. Đó, ren đi tiệc eo 88 độ về được luôn. Ưng màu nào nhắn em để em giới thiệu nha. Rồi vest xong chưa, em qua mẫu nè. Mã em mang là 1408 nha cả nhà, 1408. 199.000 đồng cho em. Còn hai size cuối là XL và 2X đạt 55-65 kênh vừa. Đó, vest suông nha. Cái này là vest suông, nhưng mà chất này không có co giãn cho nên em cũng không trừ hao nhiều. Em này mà nó co giãn thì tốt ha, mà không có co giãn cho nên là em gọi 84-85 cho em thôi ha. 199k nè, 199k mẫu em mặc nha. 1408 cộng số điện thoại. Chị nào chưa có mẫu này lên đơn em tư vấn và chừa hàng luôn. Rồi bây giờ qua mẫu nha. Đầm em mang bao nhiêu tiền? 199k chị yêu ơi. Cả nhà lưu ý giúp em là chốt ở trên like thì mới được giảm giá. Ngoài like của em, váy này bao nhiêu? 450. Ngoài like 450 nha, tặng kèm dây chị Ly Ngô ơi. Vest em mang có tặng kèm dây, riêng cái này thôi. Mấy cái vest kia đâu có tặng đâu, riêng em sọc này nè, mới tặng eo nè. Đó mà sọc dọc cả nhà mặc vào ha, rất là gọn. Mặc lên ăn gian dáng người, gọn mà thon nữa. Em mang 199.000 nha. Vậy đẹp quá, cảm ơn chị Liên Mười. Trời ơi, rẻ nữa có 199.000 thôi mà các chị còn không nhanh tay đặt, em sợ nó hết hàng đó. Đặt luôn cho em nè. Rồi nói tới đầm suông, em có đầm suông satin, satin lụa. Nhưng mà em này eo 86 à. Em này eo 86 độ về cho em thôi. Tiếc ghê, mẫu này không có eo lên được 90. Eo 90 thì tốt, nhưng mà eo nó cỡ 86 thôi. Rồi, giờ em lên nha các chị xem mã này. Đầm này của em, mã này là 1481 cho em ạ. À. Rồi, like này sale luôn ha. Chị nào mua trên like của em 199.000 luôn nè. À. Váy suông. Em này là váy suông chữ A nha cả nhà, đầm suông chữ A. 4 size cho các chị luôn ha. Em chào chị Trích Nguyễn nè. Ôi, chị Trích Nguyễn hồi chiều chị coi bên trang. Xin à, chị hồi chiều chị coi bên trang ca hát sóng đúng không? Hồi chiều bên đó thì mình xem bên đó mình thấy có đầm mới chưa? Em cũng có like mẫu mới bên đó rồi đó. Trang xinh xinh này thì em chưa like nhiều ha. Trang này các chị đang coi là chủ yếu là em like những cái sản phẩm mà nó có sẵn trước. Chị em thấy chị Triết Nguyễn cũng có đặt hàng mấy mẫu nè. Tối nay mình gộp đi. Chiều hồi chiều chị mua đúng không? Tối nay mà chị có đặt thêm thì ngày mai em đi hàng một lần nha. Từ chiều đến tối các chị đặt hàng, sáng mai em đi hàng một lần cho các chị luôn nè. À, váy đen kim tuyến bao nhiêu tiền? Váy đen kim tuyến 349.000 chị yêu ơi. 349. Đen kim tuyến 349.000 đồng, rất đẹp. Một chút em lên tiếp đầm sale 99k chịu không? Chút xíu em lên đầm sale nữa nha, đồ em chút đi. Em sẽ mặc xen kẽ đầm lẻ size, đầm full size để các chị dễ lựa chọn ha. Đen kim tuyến này là ren đi tiệc, em có hai màu, màu đen và màu xanh. Đây là màu xanh. Sau em là màu xanh nha, còn em đang cầm là màu đen. Về hai màu cho các chị lựa chọn luôn, màu nào cũng đẹp hết. Màu nào cũng đẹp hết, ưng màu nào em lên màu đó. Rồi còn em mặc là 1481, mã này full size, eo 86 độ về. Hàng satin form chữ A cho các chị nè, 199k hôm nay giảm giá. 199k, em này bình thường 300, hôm nay sale 199 luôn. Trên like nha, kết thúc live stream về giá cũ nè. Chị nào đổi em like xong mới đặt là nó giá nó cao hơn, khoảng 100.000. Em like xong mình mới đặt hàng là giá nó cao hơn nha, giờ mình chốt luôn có 199 nè. Đây form chữ A nè.
không kén dáng. Trào người ấm người gì miễn sao eo dưới 86 cái chị đặt hàng cho em là ok. Khóa nằm sau lưng của em ha. Xin có mấy chị ơi, màu tím nè, cái tông màu và nói là hiếm hoi lắm, mới về đừng lần ha. Nguyên đợt hàng mấy chục đồng có một hai cái tím nè. Em mặc là 1481 nha cả nhà, 199k. 1481 199k. Hay em lên màu đen nha. Thấy có khách họ màu đen, mặc màu đen ha. Hay là muốn mặc màu xanh. Xanh nè, xanh cũng lấp lánh, xanh đính kim tuyến. Còn màu đen đính cường, màu đen là đính cường nha, khác chút xíu. Hai mã khác nhau, hai màu là hai mã. Cả nhà lưu ý giúp em là không có mã nào mà cùng mã mà màu này màu kia đâu nha. Hai màu là hai mã khác nhau. Dạ đầm em mặc là 1481 nha chị Song Ngư. Đây tím nè. Váy tím em mới mặc xong là 1481. Rồi giờ em lên váy đen kim sa nha. Đầm đen này là đi tiệc. Một em đầm đuôi cá đi tiệc. Sang xịn mịn cho em, mặc vô là tâm điểm liền ha, không ai lại mình luôn. Mặc em này là nổi bần bật luôn các chị yêu ơi, lấp la lấp lánh cực kỳ. Rồi chốt đầm ren nha, có 350 nè. Váy đi tiệc nhà em có 349.000 nữa mấy chị, không đẹp không ăn tiền luôn. Cái này là trơn trước, em đang mang là cái form trơn trước nè. Còn nếu chị nào thích nổi hơn em phối kèm thắt lưng mình xem. Mã này là 1506. Rồi em mặc là 1506 nha cả nhà ơi, 349.000 đồng cho em luôn ha. Đây 1506 349.000 đồng. Chị khách nào chưa có bình luận nhanh tay em tư vấn luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Rồi nếu các chị thích có điểm nhấn hơn, mình có thể kèm thắt lưng. Thắt lưng em mang là 06 89.000. Đây thắt lưng 06. Cái sợ em đang mang là 06 89.000 đồng nha cả nhà. Sợ em đang mang là 06 89.000 đồng. Chị nào thích thì chốt giúp em luôn. Thắt lưng 06 89.000. Đầm em mặc là 15. Ồ trùng hợp luôn. Đầm là 1506 rồi, cái thắt lưng này cũng là 06 luôn. Nha, thắt lưng là 06, đầm cũng 1506 đó, khỏi nhầm luôn ha. Em mang là 349 nha, đầm này đi tiệc cho em nè. Đầm hoa nhí cái màu rêu, đầm hoa nhí hả chị? À cái này. Đây đúng không chị? Đầm này là đầm chất mới về nhà em, chất sô tâm. Em này hoa nhí dáng dài, cái dáng nó gần như maxi vậy đó, nó qua bắp chân luôn. Đó, dáng rất là dài cho mình. Rồi đợi em xíu chị Thinh Vũ nha, sau cái này em lên mình xem thử nè. Đầm em mang chất gì? Đầm em mang chất ren, em mang là chất ren nha, 350. Vậy đi tiệc ha, đi chơi đi tiệc mặc cái này cho em xuất sắc khỏi nói luôn. Lên form gọn dáng nha, tại vì màu đen các chị biết rồi, nó rất là thắt dáng cho mình, không có sợ lộ bụng. Chị nào thích mặc những cái mẫu đầm mà chưa tròn người chút xíu, dáng mình hơi tròn nhưng mình vẫn thích mặc body thì chọn cho em màu đen ha, rất là gọn dáng. Tôn da gọn dáng cho các chị mình luôn. Đầm là 1506. Cả nhà đặt hàng ghi mã số cộng số điện thoại cho em nha. Váy em mang 1506. Rồi thắt lưng của em cũng là 06 luôn. Thắt lưng mã số 06819.000 sợi này trên like. Còn đầm em mặc là 1506. Cả nhà coi chừng nhầm nha. Em chào chị Nguyễn nha. Rồi một thắt lưng cho chị Liên Ngô ok nè. Em mang hả chị? Em mang là 349. Em mang là 349.000 đồng cả nhà ơi. Chút sớm em tư vấn nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại. Váy rồi hả chị? Váy rồi mình đòi em cỡ 3-4 ngày được không? Váy rồi em chuẩn bị về. Set về set rồi. Áo sơ mi với lại trên váy đẹp lắm. Nhưng mà khoảng 3-4 ngày nữa nha. Bây giờ thì em chưa có dám like. Giờ em like sợ mấy chị mình đợi lâu sốt ruột á. Đem cho mình coi trước ha. Chị nào mà đi làm văn phòng công sở đó nè, em sắp về cái set này rất là đẹp cho các chị mình luôn. Một set áo sơ mi với lại là cái chân váy rời cho các chị mình ha, rất là sang xịn mình. Chân váy nó xòe dữ lắm nè. Set áo sơ mi trên váy các chị nha, một áo sơ mi lụa, một chân váy đen. Cái này nó xếp ly rất là đẹp luôn, mà chụp hình thì không có thấy rõ. Hôm nào về em live stream các chị xem ha. Trời ơi sang lắm luôn đó cả nhà. Đó, một set G1 áo sơ mi và một chân váy nè. Có bao nhiêu ta? Có 369 nè, cả một set luôn á. Nha, chuẩn bị về mình đợi em xíu đi. Còn hôm nay thì mình xem những cái mẫu em có sẵn ở đây đi nha. Hôm nay mình xem trước giúp em mấy cái mã ở đây trước đi. Còn mấy mã mới thì khi nào về em lên mình xem nha. Rồi, bây giờ em đang mặc đây ạ. Chị nào thích đầm ren không? Em qua mẫu nha. Ren đen của em là 1506 nè. Đầu nào cũng muốn mua. Hôm nay em sao rẻ chị ơi, mua hết đi, mua thả ga, váy quá rẻ luôn. Đầm em mặc 1506, đầm ren đi tiệc, kim tuyến lấp lánh full đầm luôn. Trời xịn mình eo 88 được nha. Đầm này form rộng. Váy ren của em mang form khá là thoải mái luôn á. Eo 88 quay đầu
bầu cho em được luôn nè. Bây giờ em chuyển mẫu sang cái đầm hoa nhí. Em thấy có chị khách hỏi cái hoa nhí. Đây hoa nhí. Hoa nhí thì em may cái dáng nó là gần như maxi vậy đó. Nó sẽ qua bắp chân của em. Chị Nguyễn Trang 1m57 chị mặc được không em? Được chị. Cái ren đen của em á 1m57 chị mặc vẫn qua gối nha. Em cao 1m6 là phủ gối mà. Yên tâm chị ơi, eo 88 độ về cho em cứ đặt hàng đi, đẹp lắm. Đuôi cá bạc xéo nha, sang cực kỳ luôn. Hôm giờ khách em nhận cái váy đó là khen nhiều lắm luôn rồi á. Chị nào chưa có thì mua liền đi. Tại vì em không có về thêm. Có nhiều em bán hết là em ngưng á nha, về bao nhiêu bán hết là em ngưng. Đầm em mang bao nhiêu tiền? Đầm em mang đây 299 nè. Đầm hoa dáng dài em đang mang, chất này là sô tăm, mềm, mặt mát. Em may có một lớp à, ha, rất là mát mẻ luôn. Rồi 299.000 cho em, đủ size. Form này cũng rộng. Em mang form nó cũng khá là rộng, eo cũng 88 quay đầu được luôn. Đầm em mang nè, eo cũng 88 độ về cho em được luôn ha. Chị đeo 88 độ về chút đơn nha. Nhất là ai mà size to đó, nhanh tay được luôn nè. Ờ, chị cao 1m65, váy này có bị trên gối không? Không chị yêu ơi, form này ok. Em này 1m60 em mang tới bắp chân, 1m65, 1m67 nha. Vẫn qua gối cho em, không có ngắn đâu bạn nhà, ok lắm. Form này dễ mang nha. Đi chơi nè, đi tiệc nè, du lịch nè, mặc vẫn được cho em luôn. Nền xanh nha, nền xanh hoa rất là xinh. Màu này hả, em thấy mặt trắng da nè. Lên là da trắng tươi luôn, rồi trẻ trung nữa. Hoa nhỏ nhỏ thì xinh cực kỳ, 299.000 thôi. Mã em mặc là 1497. Để em ghim mã cho mình. 1497 299 0606 là 350 chị Hùng ơn ơi. Ren đen 06 350 em vừa mặc qua, có màu xanh nữa nha, màu hai màu. Ren đen là 01506 là 350 nha. Còn nếu thích em có thêm màu xanh có thể tham khảo thêm. Xanh với đen cũng bằng giá nhưng mà nó khác mã. Hai màu hai mã khác nhau. Váy em mang bao nhiêu? Váy em mang 299. Đầm em mang là maxi hoa, có may kèm hai túi nữa nè. Form dài luôn, 299k cho em mẫu này. Cổ tim, tay lỡ. Xin thưa mấy chị, tay này không có sợ là chật đâu, thoải mái lắm. Đó, phần tay thoải mái nè, che được bắp tay tốt nữa nha. Trời ơi, lên form và nó là xinh xắn cực kỳ. Chị nào ưng là bây giờ chốt luôn, em còn tư vấn nữa nè. 1497, em mang là 1497 nha, 299.000. Rồi cho chị size 2X 1497, ok chị Minh Tâm. Cái này 2X eo 88 được nha cả nhà ơi, em mang á. Váy em mang size 2X eo 86, 88 mặc được luôn. Màu đen hả chị? Màu đen 1506 em đọc lại nha. Màu đen là 1506 là ren kim sa đuôi cá nha cả nhà. Ren kim sa đuôi cá màu đen 1506 nè. Chị Nhật Huy 97 là váy em mang nè, ok. Bao nhiêu đơn? Đơn bao nhiêu miễn ship? Dạ đơn 600 ạ. Đơn 600 bên em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà các chị yêu ơi. Ví dụ như mình mua có một đầm của em mà nó chưa có đủ điều kiện được re-ship á, thì mình có thể là mình mua đơn cho em 600, gộp đơn cho em ha. Mua có một cái này đây thì chưa được. Đầm em mang có 299 mà thì nó chưa có đủ điều kiện miễn ship. Nhưng mà mình mua hai cái, 300 một cái đúng không? Hai cái là miễn ship rồi. Đó, hai cái là re-ship đến tận nhà rồi. Đầm nào mà 200 thì ba cái. Miễn sao các chị cộng lại cứ 600 cho em thôi. Chứ không có bắt là phải mua cái này cái kia ha, thích cái nào mua cái đó. Mình có thể mua toàn là váy sale cũng được luôn. Miễn sao cộng lại 600 em re-ship nha. Em mang là 1497 ạ. Được kiểm hàng nha chị Ly ơi, mà em cho xem hàng. Cho xem hàng trước thanh toán luôn. Mua hàng bên em các chị cứ yên tâm đi. Được kiểm hàng, đúng như em quảng cáo thì mình nhận ha. Xem trước thanh toán và tư vấn size trước khi giao hàng luôn. 1497 là mã em mặc nha, 299.000 rồi em qua mẫu. 1497, 299, 1506. Em thấy mấy chị khác hỏi cái ren đen quá chừng. Ren đen 1506 em đọc lại nha. Ren đen kim sa đuôi cá 1506, giá 350 trên like. Giá trên like nha cả nhà, 350, điều kiện là các chị phải mua bây giờ và chia sẻ cho em 3 lần. Còn nếu như mình đợi em like xong rồi các chị mới đặt, nó về 490 liền ha, chút xíu mà đặt là 490 á. Giờ mua luôn nè, em còn đang phát trực tiếp ha, chốt luôn có 350 thôi, rẻ hơn nhiều. Đặt bây giờ mới rẻ nha, em xuống like nó về giá cũ đó. Rồi bây giờ qua mẫu ha. Chị Quách Việt lấy đầm em mang 97 nè. Mẫu nào có cổ dáng dài maxi, có luôn da beo. Có cổ dáng dài maxi, trời ơi đây chứ đâu. Đây chứ đâu chị ơi, em này dài tới cổ trên. Nhưng mà lẽ sai rồi, không biết chị mặc sai gì nè. Cái maxi này nè, đúng kiểu chị đang hỏi luôn. Có cổ sơ mi, váy dài maxi luôn. Nhưng mà nó còn có size 2X rồi chị ơi. Maxi beo em
còn có size 2X à. Nếu mà chị mặc size nhỏ là không vừa nha. Chị mặc size M với L thì rộng rồi. Chị mặc size lớn thì em có. Váy này cỡ tầm 50-57 tới 65-67 cân thì ok ha. Size to nha. Eo 88, tối đa 90 cho em. Thường em hay giới thiệu 88 là để trừ hao cho mấy chị khách mặc cho nó rộng rộng á. Rồi, 319.000 váy dài cho em. Đây, dài chưa? 1m6 em mang nè. Tới cổ chân em luôn ha. Có dây eo. Da beo em mang có sẵn dây eo này luôn. Mặc rộng cột vô. Chị nào size XL bon chen được ha. Em còn 2X mẫu này nhưng mà nó có dây eo. Cho nên là chị nào XL mặc vẫn được cho em luôn. Rồi, 319.000. Sơ mi giãn dài. Đây, ai thích giãn dài đâu. Đúng một cái này thôi. Hôm trước em về đợt hàng trước á, là em có tới 4-5 mẫu maxi là mà em bán hết trơn rồi. Giờ còn sót mỗi cái beo này là dán dài tới cổ trên thôi. Còn lại nó không có dài tới cổ trên mà nó lưng lửng được không. Em vẫn còn mấy cái đầm dài dài nhưng mà nó không có dài được như vậy. Nó tới đây nè. Đó, nó lưng lửng bắp chân vậy thì có. Chút xíu em lên tiếp nha. Còn cái này là nó đúng chất dài tới cổ trên luôn á. 319k cho em mẫu này ha. Ren xanh đằng sau hả chị Thọc Nguyễn? Rồi ok, ren đi tiệc màu xanh luôn. Về cùng với màu đen hai màu. Em về hai mẫu ren đi tiệc, cái xanh cái đen cái nào cũng đẹp hết. Nào lên form cũng xinh. Đợi em xíu nha, sau cái này em mặc mình coi luôn. Đợi em chút nha. Rồi còn bây giờ em mặc bao nhiêu tiền đây? Em mặc trên người đây mã số là 1477 nha cả nhà. Váy mẫu mang là 1477 cái chị yêu nha, sale luôn còn 319. 319.000 đồng chị yêu nào dưới khoảng tầm 67-68 cân hay là eo cỡ 88 á. Ok, chốt cho em cái này luôn. 319.000 đồng nha. Thế rồi đó, em không có may thêm đâu. Này may nhiều quá rồi. Mã này em đã về mỗi size là em bán hơn 2.000 cái rồi. Đến hôm nay em chỉ còn 2X khoảng mấy chục cái nữa thôi. Hết là em bỏ mẫu luôn. Eo 84 mặc cho em size 2X chị Nari ơi. Size 2X nhà em là eo 84 là size chuẩn. Nhưng mà em vẫn có mẫu đây. Đầm này rộng, suông rộng eo 88 luôn. Đó, chị nào eo 84 thì cứ đặt 2X giúp em ha. Đầm này có dây eo nha, lại nhà mặc rộng thì cứ cột vô cho em là ok. May kèm 2 túi nè. Họa tiết beo thì không bao giờ lỗi thời. Cho nên là mình có sắm em này mà giờ mình chưa mang mà qua năm mình mang nó vẫn đẹp cho em, không bao giờ lỗi thời luôn. Dáng dài nè, xưa dài vừa xe rộng luôn. Trời ơi, may tốn biết bao nhiêu vải luôn á. 319.000 cho em ha. Giá cũ là 350 không á. Chị Trích Nguyễn 460 chưa mang. 60 là cái này. 60 là mẫu này em chưa mặc, chị có nhầm mã không? Em mặc là 77 nha. 60 là mẫu này chị Trích Nguyễn ơi, coi chừng nhầm mã số nha. Rồi bình luận nó đứng mất tiêu rồi, hồi nãy em thấy chị khách bình luận cái gì mà 497. Em chưa kịp đọc nó nhảy đâu mất tiêu rồi đó. Cả nhà ơi, mình bình luận mẫu nào mà mình chưa có thấy em trả lời á, mình bình luận lại giúp em nha. Tại comment nó không có chạy liên tục với chị, nó chạy khoảng tầm 5-7 cái comment là nó đứng rồi. Nó không có hiện những cái ở phía trên nữa. Đó, comment mới nó nhảy liên tục, không có hiện mấy cái phía trên nữa, em không có đọc kịp nha. Em mang hả chị, em mang 319. Em mang 319k cho em ha. À, chị Trích Nguyễn muốn coi màu này đúng không? Chị muốn coi mẫu này đúng không? Rồi ok, đợi em xíu đi. Em mặc cái màu xanh đã nha. Maxi Bell 1477 chị Nari nè. 319.000. 319.000 đồng nha cho chị bộ Bell. Bộ Bell em mặc là 1477. Em có hai cái Bell lận. Đây, em còn một cái Bell nâu mới nữa. Cái Bell nâu này thì đủ size nè. Nó ngắn hơn em mang. Bell nâu về sau ngắn hơn em mặc nha. Cái này em về trước form dài. Em về cái kia sau form khác ngắn hơn. Đó, màu cũng khác luôn, chất cũng khác luôn. Em mặc là vải cáp thái, nó có cái độ mềm rũ cho mình. Còn cái sau á là vải sogen, nó sẽ có cái độ đứng form hơn, vải kiểu như nó dày dặn hơn á cả nhà. Đó, nó khác nhau nha. Rồi chuyến sau về beo tiếp nữa. Rồi tha hồ lụa luôn. Đợt sau em về thêm beo nữa, tha hồ cái chị lụa. Nhưng mà đợt sau là đầm beo cổ vuông. Đợt sau về beo cổ vuông nha. Đợt này mà thích beo sơ mi là phải chốt giúp em, chứ chuyến sau là em về kiểu khác đó. Rồi chị nào hỏi đầm ren xanh. Đây lại thêm một em đầm đi tiệc. Lại thêm một em đầm đi tiệc. Form này nó khá là rộng cho nên em sẽ kẹp bớt lại nha. Tại size này á, eo 2X nó tới 88 luôn á. Rồi em mặc nè. Đây chị Trích thôi em à, đợi em xíu sau cái này đi. Sau cái này em sẽ mặc cái 60 cho chị coi luôn ha. Ok chưa? Mỗi đầm em mặc có 2 phút và nhanh lắm. Mình đợi em xíu nha. Rồi bây giờ tiếp theo em này là 1505. Chị nào chuẩn bị có tiệc tùng cưới hỏi gì đó, rồi chốt cái này cho em. Mặc vô là xuất sắc liền.
đủ size cho các chị luôn, mà không những đủ size, eo nó tới 88 luôn, size to. Đầm size to là cực hiếm luôn á, eo 88 độ về được nè. Em chào chị Holly nha. Đầm em mang là 1505 nha cả nhà ơi, 349.000. Chị Tuyết thích cổ tròn, không muốn cổ vuông hả? Cổ vuông á thì nhìn nó thanh thoát, nó sang. Cổ tròn thì nó kiểu như nó mềm mại, nó dễ mặc. Cổ tròn là cái cổ gọi là cơ bản, ai cũng mang được. Chị thích cổ tròn đúng không? Rồi đợi em xíu chút em lên cổ tròn. Nhưng mà cái bộ 460 chị bình luận là cổ sơ mi ấy nha, phải cổ tròn đâu. Cổ tròn chút em lên kiểu khác nè, cổ tròn nè. Em mặc cổ tròn nè. Đây, cổ tròn. Cổ tròn tay lỡ nha, em này là ren hoa. Ren hoa kim tuyến nè các chị, lấp lánh chưa? Đó, lấp hoa lấp lánh cả nguyên một đầm luôn, từ trước ra sau cho em luôn ha. Có 350 thôi đó. 350 em bảo đảm với các chị luôn, không ai bán. Không ai bán cho các chị một cái em đầm đi tiệc ren kim sa như em đang mặc đâu. Đuôi cá lạc xẻo nha, cái này em bao giá thị trường luôn, chắc chắn với các chị mình kiếm đâu ra đâu đẹp hơn nữa. Hôm nay chốt luôn nha, em chỉ may có một lần thôi đó, may đúng một lần thôi đó, chị nào bỏ lỡ là không có mua được em này nữa đâu. 349k cho em mẫu này, eo 88 độ về luôn ha, sale luôn trên like của em là 349.000. Chị đầm 1497 rồi, ok chị Phạm Quý, 97 là cái đầm hoa nhĩ giãn dài rồi, có đơn mẫu đó full size. Đầm em mặc eo 88 độ về chốt đơn nha, ren kim sa, đi tiệc đi chơi, nói chung là đi đâu mà thích nổi bật á, chọn cho em cái này, ở ngoài đẹp hơn, lấp la lấp lánh xinh hơn trên like nhiều. Trên like đẹp một, bên ngoài phải đẹp gấp đôi nha, bảo đảm luôn. Chị nào nhận mà kêu không đẹp như quảng cáo là không lấy tiền cái chị mình luôn á. Bao giá toàn quốc cái chị yêu ơi, nhanh tay đặt luôn giúp em đây. Ren kim sa em mang nè, size 2X em đang cầm trên tay, trời ơi, lấp lánh chưa cái chị ơi. Xỉu ngang chưa, 349.000 đồng một cái ren xịn như vậy luôn. Đuôi cá bạc xéo nè, giống em mặc vậy đó, bạc xéo, chỉ khác là nó to hơn thôi. 349k cho em nha, chưa gồm phí ship nha cả nhà. Đơn hôm nay 600 thì em miễn ship, còn đơn nào mà chưa tới 600 á thì em sẽ cố gắng hỗ trợ một phần ha. Thành phố ship 20.000 và ship tỉnh là 30.000 đồng giúp em nha. Thôi mình cứ gộp đơn đi ha, mình rủ bạn bè chị em mua chung các chị ơi, 3-600 là miễn ship rồi, mua 2-3 cái đầm là ok rồi đó. Rồi giờ em lên đầm 1460 nè, em sẽ mặc theo yêu cầu, muốn em lên mẫu nào nữa không đó, các chị yêu cầu mẫu nào em lên mẫu đó nha. Bình luận trước thì em mặc trước, ai bình luận trước thì em mặc cho mình xem trước ha. Sơ mi nè, nhưng mà mẫu này em còn 2X thôi à. Sơ mi em mặc nha, sơ mi lụa xíp ly, sơ mi lụa xíp ly cả nhà. Ô, ren mềm chị, ren mềm. Em mới mặc hai cái ren, cái đen với cái xanh, cái nào cũng mềm hết trơn á. Ren mềm, kim tuyến lấp lánh, đi tiệc rất là sang, không có bị ngứa nha. Mặc ô, mặc ok lắm mà rất là êm, không có ngứa hay châm chích gì hết á. Rồi đầm này của em 1460, giá cũ nhiêu, 350. Giá cũ 350, hôm nay em sale luôn 279.000. 279.000 cho em mẫu này luôn. 1460. Rồi đây chị Triết Nguyễn đây, màu lợt theo ý chị luôn, màu da, màu này thì quá là nhẹ nhàng luôn rồi. Đây hợp ý chị không, 1460. Nhưng mà em này chỉ còn 2X thôi nha, em này lẽ sai rồi. Màu này của em chỉ còn size 2XL thôi, chốt luôn hôm nay bao nhiêu? 279. Giảm luôn, có kèm dây eo. Sơ mi mẫu em mặc có kèm dây eo 85 hả chị? 85 là gì em quên rồi ta. 84 là cái lá phong nè ha. 85 tự nhiên em quên ngang luôn á trời. 85 hả, đợi em xíu em co lại coi. Quên ngang hông luôn á, em nhớ 83, 84. Chán không? Nhớ chứ quá kìa chứ, 83, 84 em nhớ tới 85 cái em quên. 85 là cái đầm. À, đầm mới. Chưa, em chưa về chị ơi. Đầm mới đây em chưa về. Mấy ngày nữa, cỡ 2-3 ngày nữa nha. Giờ mình đặt thì khi nào em về em mới giao nha, giờ đặt là em chú giao liền. Hôm nay các chị đặt hàng là ngày mai em đã giao rồi, là những cái váy mà em đang có sẵn nè. Còn cái mẫu này á, giờ mình đặt là mai em chưa giao được, tại chưa có về sẵn kho. Mẫu này phải đợi mấy ngày nữa ha. Giờ mình đặt trước cũng được. Mình đặt trước mẫu này thì 2-3 ngày sau em về em giao mình trước. Những ai lên đơn trước thì em giao trước nha. Đây chị Nari nè, hàng mới, chưa có về chị yêu ơi, cái này đẹp lắm. Cái này là von kim tuyến nè, von nổi, cả nhà thấy kim tuyến không? Đó, nó sẽ có kim tuyến kết dọc theo thân đầm rất là xinh luôn. Đây là von hoa nổi nhà em nha, xuất sắc nha cả nhà. Đợi nha, đợi em đi, khi nào về em like liền. Giờ em chưa có, giờ em chưa có hàng sẵn nha. Chứ có là em like rồi.
Rồi em mặc đây là 1460 nè, mẫu này em còn size 2XL thôi. 57-65 cân mặc vừa giúp em ha. Hoa văn trắng hả chị? Hoa văn trắng em có 3 mẫu. Em có sơ mi súp ly, đây, súp ly giống em mặc màu khác nè. Sơ mi súp ly màu trắng nè. Sơ mi trắng hoa tím nè. Rồi, em này trắng cổ tròn. Đó, em có 3 mẫu trắng phía sau em, chị thích màu nào? Chị thích màu nào em giới thiệu cho mình luôn. Em mang thì 279.000 nha cả nhà, còn một size duy nhất là size 2XL. 57-65 cân giúp em 279. Chị Bất Kiệt ơi, nó tùy mẫu chị ơi. À, cái súp ly này 299 nè. Súp ly sơ mi 299 nè. Sơ mi hoa tím này là 259 nè. Rồi cái trắng cổ tròn hoa vàng vàng này là 249 thôi. Nó tùy mẫu, mỗi mẫu mỗi giá khác nhau. Thì thường là khi nào em mặc lên người em báo giá cho nó dễ, để mình đỡ nhầm ha. Rồi em qua mẫu nha. Súp ly màu da của em là vải lụa. Em này là nhận được rất nhiều review, rất nhiều phản hồi rồi. Ai cũng khen hết, em chưa thấy chị nào chê luôn. Form đẹp, chất đẹp, không chê được chỗ nào hết trơn á. Xè phòng rất đẹp cho cái chị luôn. Bầu bí mà còn được nữa mà. Đó, không có sợ lộ bụng ha. 279.000 cho em nha. Còn một size cuối rồi, hết rồi. Không về thêm nữa nha, em bỏ mẫu luôn á. Còn size 2X bao nhiêu cái mà em bán hết đợt này là em ngưng luôn. Không may thêm kiểu này nha cả nhà, đợt sau về súp ly kiểu khác. Đợt này súp ly màu da chị nào chưa có thì đặt nha. 1460, 279.000 nha cả nhà. Rồi em lên cái trắng cổ tròn đi. À, sẵn tiện em thấy chị Triết Nguyễn thích màu mà sáng đúng không, màu trắng này được không, cổ tròn đó đúng kiểu chị ưng nè. Này cũng lẻ size luôn, cũng còn size to thôi. Rồi em qua mẫu nha, mình muốn coi màu nào nhắn em đi các chị ơi, chứ không thôi không biết mình thích cái nào đâu. Ưng cái nào phải nói em mới lên được. Em lên ngẫu nhiên thì sợ không hợp ý đó. Bây giờ muốn em lên mẫu nào thì bình luận ở bên dưới cho em đi. Đây, váy cổ tròn. Váy cổ tròn ha, nền màu trắng rất là sang. Trắng này trắng kem. Trắng kem với chị nha, dễ mang lắm. Không hề kén da luôn. Rồi, sale nha, 249 thôi. Chiếc phông 2 lớp. Mã em mang chất liệu vải chiếc phông được may 2 lớp cho các chị mình luôn. Giá 249.000. 1483 249. Rồi, để giờ em mặc là hàng có sẵn nha. Tất cả các bộ em mặc trên này là có sẵn hết. Co giãn nhẹ thôi chị Thúy Kiều, co giãn nhẹ thôi. Nhẹ của chất liệu vải, kiểu như mình mặc mình cử động, mình di chuyển nó thoải mái nha. Chứ không phải là nó co giãn mà kéo ra mà nó giãn thêm được mấy sen thì không. Ha, không có co giãn được như vậy, nó chỉ co giãn nhẹ của chất liệu. Nhưng mà yên tâm là em sẽ tư vấn cho mình cái size mình mặc vừa thì em mới chốt. Còn nếu mà mình thích cái váy này mình đặt hàng đi mà không có size vừa, em cũng không chốt đơn ha. Nên là các chị cứ yên tâm. Rồi em mang là 1483 nè. À, 2497. Ôi sai mã rồi chị Phạm Quý ơi, 1497. Nhà em mới có 1.000, hơn 1.000 mã thôi chứ chưa tới 2.000. Từ từ sẽ tới 2.000. Hôm nay mới có 1.500 mấy thôi nha. Hôm nay mới có hơn 1.500 mã chứ chưa tới 2.000 đâu. Đây đúng không? Đặt lại giúp em chị Phạm Quý, em thấy chị sai rồi. Mẫu này là 1497 chị Phạm Quý ơi. Bình luận lại cho em nha, chứ không thôi là các bạn không biết mình lấy cái nào á. Em chào chị Nguyễn Nga nè. Rồi đầm em đang cầm trên tay, em đọc lại mã nha cả nhà. Chị nào nãy thích cái maxi này mà đặt sai mã hoặc là không biết mã thì em đọc lại nha. Maxi hoa nè, dáng dài, chất liệu xô tăm 1497. Em này eo 88 độ về mặc đồ cho em luôn, rất là thoải mái. Size M eo đã 72 rồi. Đó, chốt cho em mã này là 1497 nha. Xô tăm nha các chị yêu ha, 1497 cho em. Rồi còn em đang mặc đây là 1483 nè, em qua mẫu nè, 1483. Cổ tròn, tay ngắn, form xòe nhẹ, không có túi, quên. Đầm này không có túi nha. 57-65 cân giúp em, 66 cân cũng được. Eo 86 quay đầu, 249. Chị Lisa Dương lấy 1483, rồi ok chốt em mặc luôn. 249.000 đồng, 1483 sale còn 249. 1483 sale còn 249 nha cả nhà ơi, nhanh tay em tư vấn nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ha. Em mang bao nhiêu tiền? Em mang 249 thôi, có 249.000 thôi hà. Ok chị Phạm Quý 97 chính xác rồi nè. Xíu bên em gọi chốt đơn luôn. Cả nhà mình đặt hàng xong ha, tầm 5-7 phút sau thôi là nhân viên bên em gọi chốt đơn liền. Mình nhớ nghe máy nha, nghe máy để bên em chọn size. Chọn size rồi em xin địa chỉ giao hàng. Nhanh lắm, 1-2 phút thôi là xong cái đơn rồi. Đó, ưng cái nào cứ chốt cái đó cho em thôi. Giờ em qua mẫu nè. Tiếp tục em có cái mẫu này, rồi sale 99.000 luôn. Lên đầm sale cho cái chị nữa nha.
Em mang là 249 ạ. Em mang là chiếc form 1483 đầm mà đầm 2 lớp 249.000, còn size 2X nha. Màu trắng em mang chỉ còn size 2XL thôi. Chị khách nào chưa có thì nhanh tay em tư vấn cho mình luôn. Rồi lên đầm sale ạ. Đầm 99.000, có chị nào săn được chưa? Có ai size M mà săn được cái váy này của em chưa nè? Nhận hàng nhớ review coi là nhận cái đầm 99.000 mới chị thấy sao nha. Trời ơi, không đáng tiền thôi luôn á. Chứ giá cũ em bán có 350 mà. Đầm lụa nha. Đầm lụa em mang giá cũ bán 350, nay xả hàng 99.000 luôn. 99k mỗi em đang mặc luôn nha. 1337. 1337 em còn size M nha cả nhà, 99k. 1337 shop còn size M, 99k cho em mẫu váy đang mặc. Không đẹp không lấy tiền, giận luôn. Thiệt, không đẹp là nghỉ chơi luôn á. Chị nào mà thấy mà không đẹp thì nghỉ chơi với em, khỏi xem like cũng được luôn. Thật sự mà nói form này từ chất tới form nè. Đó, dáng đầm xè mặc lên rất là gọn luôn. Chị nào có bụng cứ chọn váy xè, không lo lộ dáng ha. 99k bộ này, hơi tiếc là em chỉ còn size M thôi. 50 cân đổ về eo dưới 70 mặc được giúp em nha. Đầm em mặc đây là 99.000 nha cả nhà ơi. 1337 em ghim giá cho mình. 1337 shop còn size M 99k. Mong tiệm xinh xinh dùng vải của mẫu 460 may áo đầm dài cổ tròn có chiều dài maxi lỡ cao hơn mắt cá của Lan Khởi Hoài Sen, xếp ly nhỏ xíu trên váy áo đầm, không có tay áo để chiếc mặt bên trong áo khoác. À, đợt sau em có về xếp ly á, hôm trước em về cái màu da xếp ly đó đó, khách khen dữ lắm, kêu em may thêm thì em may thêm cái trắng nè, cùng sơ mi luôn. Em có thêm cái trắng với lại sắp tới nha cả nhà ơi, nếu mà thuận lợi nha thì khoảng tầm vài ngày nữa em sẽ về tiếp đầm xếp ly, nhưng mà có tay em may rồi, hàng bên em bây giờ là đang trên chuẩn bị trên đường về á nha, là em đã lên mẫu sẵn rồi ha, là có một cái đầm sơ mi này. Sắp tới cái gì nha, cái này chưa đặt nha, giờ đặt là phải đợi khi nào về mới giao. Sắp tới sẽ về nè, xếp ly.bi cái chị. Trời ơi, em này chưa về thôi mà em nhìn thôi là em chắc chắn với cái chị là đã về một cái chưa đầy một tuần là cháy hàng liền, bảo đảm. Vừa sơ mi bi mà xếp ly như vậy chịu gì nổi mấy chị. Đẹp lắm, bên ngoài xuất sắc luôn cho em. Xếp ly bi sắp sửa về hàng. Với lại em sắp về cho các chị một cái vest. Vest xếp ly nữa nha. Đó, trời ơi xuất sắc chưa cả nhà ơi. Nhìn cái là mê muốn mua liền ha. Đợi em nha, khi nào em về em lên cho mình coi. Còn bây giờ trước tiên các chị săn hàng này của em trước đi. Mẫu này 99.000 nè. Ai chưa có chút đơn cho em luôn. Rồi em thấy thì chiếc Nguyễn Bình Lận ha, em sẽ tiếp nhận ý kiến của mình. Nếu như mà ok em có thêm được cái vải của cái 60 đó thì có gì em may thêm. Tại vì bây giờ cái vải đó là em không có, cái họa tiết đó là em không có về thêm nữa. Nhưng mà chị thích lụa như vậy thì em có nhiều ha. Đây, em cũng đang mang là lụa mango luôn. Cái vải đó là lụa mango á chị. Chị nhớ cái tên này nha, chị Trí Nguyễn nhớ cái tên này nha. Đây là lụa mango. Sau em mặc mẫu nào em giới thiệu lụa mango là chị biết là cùng cái chất này. Độ mềm mát là nó nha. Nó chỉ khác nhau là hoa văn với kiểu may thôi. Ai mà mê chất lụa như em rồi, thật sự mặc một lần là các chị thích liền. Mặc rất là êm, vải mát nè. Không có nhăn nhầu bay xù, giặt tay giặt máy vô tư. Đó, cứ nhớ cái tên chất, lần sau em về thêm thì các chị cứ vậy mình chốt hàng ha. Mình biết cái chất đó rồi thì cứ vậy chốt thôi. Nè em đang mặc nè, 99.000 nha, 99k size M. Em mặc 1337 nha, 99k, váy xòe may kèm túi. Size M nha chị Hằng ơi, size M, váy em đang chốt một cái size M chị à. Ngô Mani ok luôn. Rồi 99k mẫu em mặc nha, size M cho em dưới 50 cân. Dưới 50 cân chốt đơn cho em mẫu này 1337. Đồng em mang chị xương đôi cho em xin mã số nha. Em mang 1337, đặt mã giúp em. Bình luận mã hàng cộng số điện thoại em mới chốt đơn được ha. 99.000. 99.000 váy này em mặc nha. Rồi bây giờ qua mẫu nè. Tiếp tục em sẽ lên tiếp một em đầm nữa nha. Để coi để giờ có cái nào chưa lên không ta. Hồi trưa giờ, hồi trưa cũng có like bài đúng không? Có mẫu nào hồi trưa em chưa mặc không, để giờ em mặc nữa nè. Đó, thích coi màu nào phía sau thì nhắn em nha, chuẩn bị em qua mẫu nha. Rồi, nếu mà thích cái form sơ mi dáng dài, nãy chị khách hỏi em thích sơ mi dáng dài, em có mẫu này. Em có cái mẫu này là Walter. Em này là Walter, dáng nó cũng dài lắm. Nó cũng qua bắp chân của em á. Rồi, chị nào mà cao cỡ 1m4, 1m5 á thì nó sẽ tới cổ chân thành cái maxi luôn. Đây là đuôi cá nha, sơ mi đuôi cá Walter. 1448 nha. 1448 các chị yêu ơi. 200 nhiêu đây, 99.000. Nay sale luôn. Sơ mi đuôi cá em mang nè, 1448.
Chị đặt sơ mi mẫu mới được chưa shop? Có ai gọi cho chị chưa? Chị Trần Anh thôi. Có ai gọi chưa? Tại mới em mới chụp hình thôi. Em mới chụp hình với em. Ủa em gửi hình cho chị chưa? Chị có hình mẫu đó chưa? Em chụp rồi á. Hình bên em vừa mới chụp vừa chỉnh sửa xong hồi sáng luôn á. Là chỉnh màu rồi ghi mã đó. Em vừa mới mới xong hình hồi sáng á chị. Mỗi chị đặt ha, 3 mẫu mới đúng không? Đó chị có muốn coi hình em gửi hình lại cho mình coi cho nó chắc nha. Rồi lại hàng về em giao liền ha. Mình lên đơn rồi mà có nhân viên gọi chốt rồi thì chị đội hàng về em chốt liền nha. Đợi em xíu đi, tại em chưa có về á, cho nên là giờ em chưa có chốt được á. Em chưa có giao được á, khi nào về em giao mình liền. Rồi, đầm này full size nè. Đây chị Kim Ngân em mặc đây full size 2X em có cho mình luôn. Đây sơ mi đuôi cá. Sơ mi đuôi cá Volunteer của em nè, màu đẹp không? Đen đỏ. Tông màu này kết hợp rất là sang luôn. Có kèm túi nữa nha. Rồi dáng dài đây ạ. Chị đã thích dáng dài cho em chút cái này. 1448 299 ngàn. Xòe rất là đẹp cho các chị luôn. Có thêm một cái tần đuôi cá phồng nhiều hơn. Cái độ phồng, độ thướt tha của nó nhiều hơn nữa. Ở trong có kèm lót nha. 65 cân đổ về cho em là vừa. Cổ sơ mi nè, đi chơi đi tiệc mặc được luôn nè. 299 299 ngàn đồng cho em. Chị nào chưa có đặt hàng, chị Nguyễn Nhàn size M37. Rồi chị Dung Thái. Chị Dung Thái L72, L72 lấy size L. L72 lấy size L chị Dung Thái nha. Rồi em mang thì đủ size. Em mang có đủ size cho các chị mình luôn. Sơ mi Volunteer 2 lớp, may kèm 2 túi. Độ dài thì rất là ok, tới bắp chân luôn. Sale còn 299 ngàn đồng. Đó, tước ta luôn nè. Chị nào ưng thì chốt luôn để em tư vấn nha. 1448 cho em là mã này. Này nó không phải hoa. Chị nào hoa nhiều rồi thì xem này. Màu này nó dạng à. Cái màu này của em là nó dạng như là nó phối màu, nó loang màu thôi chứ không phải là hoa này hoa kia ha. Chị Thu Hằng chốt 1448 rồi, em mặc đây. 61 cân có size vừa chị nha. À, cái bộ trước thì không chị Kim Nam, bộ này em chỉ còn M thôi. Bộ này sale 99 ngàn, chỉ còn M thôi chị, không còn size to bán hết rồi. Hôm trước em có size to em bán 350 đó. 350 bán này nè. Hôm nay lẻ size, còn có hồng size cuối là M mới sale 99. Đồng này 99 ngàn là vì lẻ size nha cả nhà. Chứ nó vẫn là hàng mới, hàng đẹp, hàng thiết kế. Chứ không phải là nó bị gì hết nha. Chẳng qua là lẻ size với lại qua đợt thôi. 1337 cho em nha, 99 ngàn. Mỗi M thôi, 50 cân đổ về eo dưới 70. Em mang đủ size nha, em mang hàng mới đủ size 299, 65 cân đổ về cho em là vừa. Chị nào dưới 65 cân chốt cái váy này cho em eo dưới 84 ha, cái cổ màu đỏ nè. 299k nha chị Kichi Chan ơi. Đúng em đọc tên chị đúng không? Đó đúng rồi, em mặc là 1448 nha, 63kg, eo cỡ 84 là vừa. Chị Thác Nguyễn ơi, mình đo thử eo cho em đi. Đo thử eo cho em đi chị, em đến dưới 84 thì vừa ha. Đầm này eo dưới 84, em có mẫu size to hơn. Em có đầm eo 86, có đầm eo 88, có đầm eo 90. Nhưng mà họa tiết khác, còn em này nó có mỗi eo 84 thôi hả. Đầm này eo 84 quay đầu cho em mặc được nha. 1448 1448 cộng số điện thoại sơ mi đuôi cá cho các chị mình. Ở dưới nó có cái đuôi cá dễ thương lắm. Chất Volunteer siêu nhẹ mát êm cho các chị luôn. Form lên chuẩn mẫu. Mặc sao là em giao vậy ha. Mấy cái mẫu này mặc rất là gọn dáng cho em luôn ha. Rồi nhanh tay em tư vấn cho mình luôn nè. Sale còn 299k nha cả nhà ơi. 1448 cho em. Bây giờ em qua mẫu. Tiếp tục em sẽ mặc cho mình xem một em váy size to đi ha. Nãy giờ thấy mấy chị hỏi size lớn đúng không? Cái này cho em đi. L90 họa tiết rất là đẹp luôn. Cái này gọi là 3D họa tiết sọc 3D ha. Rất là ảo diệu luôn á. Mặc lên các chị không có thấy là khuyết điểm đâu. Mặc em này họa tiết rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Lên là không có lộ bụng gì hết á. Form xè cho mình nè. Em may cái này là suông, form suông 1491. Chất liệu là măng tô nha cả nhà. Hàng hiếm luôn. Hàng hiếm luôn, có đúng một mình em này thôi đó. Chất măng tô cho các chị nè. Siêu hiếm. Form này em sẽ may là form suông, suông eo. Ở dưới thì nó sẽ hơi xè cho các chị một chút xíu. Rồi đầm này của em form rất là rộng luôn. L90 đổ về vừa cho em. Đai sọc 3D chị nào có chưa? Có ai sắm cái mẫu này của em chưa? Sọc 3D 1491 349.000 349.000 đồng. Em này eo dưới 90 đổ về cho em là quá ok, chốt đơn liền ha. Chị nào size to nè, chốt cái này cho em. À chị Thất Nguyễn E89 mình lấy cái này cho em được không? Đây mẫu này, mẫu này cho em đi. Đầm này eo 90 được nè, còn cái này hỏng dùa. Này eo cỡ 84-85 thôi chị ơi.
cái von tô này là nó không có co giãn ha, với nó có chiếc eo nữa. Đầm này của em eo cỡ 84 85 quay đầu thôi chị Thất Nguyễn. Mình lựa sang cái này cho em nè. Cái em đang mặc eo 90 được nè, 88 90 được. Về vừa cầm lên đó áo đầm em mặc chị đó rồi, chị mặc rất đẹp, em cảm ơn chị Trần Anh ha. À có người gọi rồi hả chị? Có người gọi rồi chị đổ em về làm giao mình trước ha. Sơ mi bi em vừa cầm lên, sơ mi bi vừa cầm lên. Chưa. Cái đó chưa có là. Mẫu đó chưa có like á chị. Hàng đó em chưa có like trên trang của mình là chị biết rồi đúng không? Là nó chưa về đâu. Đợi em vài hôm nữa nha. Tình hình em coi coi, tại vì nó sẽ về những cái mẫu em đăng lên trước là ba cái mẫu chị đặt á. Ba mẫu đầm chị đặt á thì nó sẽ về trước. Còn cái bi này thì hiện tại là em chưa có thông tin chính xác ngày về nha, đang trong quá trình là hoàn thiện. Đây là cái chị mình đợi khi nào về em sẽ lên like ha. Rồi, đầm này của em là 1491 nha cả nhà. Đẹp không? Hàng mới luôn. Eo 90 đổ về cho em là vừa. Chất man tô nha các chị yêu ơi. Siêu phẩm nhà em, trời vải dày dặn lên đứng to đẹp lắm. Này một lớp nha, không phải là cái kiểu cứng đâu. Mình nghe em nói vải dày dặn mình thấy đứng form vậy nè. Nhiều chị cứ nghĩ là cái vải nó là cứng khó chịu là không có. Vải vẫn mềm, vẫn có độ mềm nhẹ. Nó chỉ là xốp phồng thôi. Hàng nó xốp phồng cho mình thôi chứ không có bị thô cứng khó chịu nha. Rồi xe luôn hôm nay là 349.000 cho em ạ. Em mang là 1491 nha cả nhà ơi. Sơ mi sọc em mang nè, sọc 3D nè, 1491 cho em nè. Đó, suông eo như thế này. Hoặc là cái chị thích ôm eo thì mình đeo kèm thắt lưng vô ha. Ở nhà có thắt lưng đeo vô. Còn chưa có thì mình tham khảo cái sợi chiếc lá này của em 01. Chiếc lá 01 79.000. Đó, đang một cái đầm suông rộng đeo vô thành đầm ôm eo luôn. Đầm em mặc là 349 chị Tường Vi nha. Em mang là 1491. Em mang là 1491 349.000. Thắt lưng em đeo là 01 79.000 đồng một sợi nha. Thắt lưng này là cái lưng của nó nè. Đó, nó là lò xo ha, nên là eo mình bao nhiêu mang cũng được hết. Ví dụ em 50 cân em đeo cũng vừa, mà khách 60 cân thì khách vẫn đeo vừa. Đó, nó tùy vào bao người mình, nó cứ đeo vô cho em là nó vừa theo thôi. 43 cân lấy size M cho em chị. Mẫu em mang đúng không? Em mang 1491 nha. Em mang 1491, sale còn 349, chất măng tô hàng hiếm luôn. Đúng một mình em này chất măng tô cho cái đợt mới, không có cái nào măng tô khác nha. Đúng một mình em này thôi đó bạn nhớ ơi, chất rất là xịn. Em này giá thị trường nha. Có shop bán chất liệu manh tô giá 700, có shop hơn 1 triệu, em có thấy người ta like. Nhưng mà riêng nhà em bán cho khách là 349.000. Cái chị đã có ngay một em đầm sơ mi vải xịn luôn rồi. Bao giá thị trường cho mình luôn. Giá cỡ này không ai bán cho cái chị được đâu, em bao giá. Ha, nhanh tay em chốt đơn luôn nè. Ở trường khách hàng nha, chị nào khách mới thì mua trải nghiệm thử có ưng không? Em cho xem hàng trước thanh toán. 48 mà chị Hoàng Hoa có cho chị Hoàng Tha ơi. 48, 43 cân chị mặc cho em size M đi chị, có size nha. Có size của chị nha, chốt size M cho em. Rồi em mang cũng đủ size nè. Đầm em mang đủ size cho mình luôn, từ 40 cho tới là 67, 68 cân tùy eo. Eo 90 đổ về cho em là vừa ha. Chị khách nào chưa có mình đặt hàng. Rồi chuẩn bị bây giờ em qua mẫu khác cái chị yêu ơi. Đây, lên tiếp cho mình xem một em váy khác nữa nè. Bây giờ tiếp theo em sẽ lên một cái đầm suông rồi đúng không? Vậy lên đầm ôm nha. Lên một cái đầm ôm body nữa nha. Nãy em mặc body ren rồi, giờ em mặc body nhung đi. Đây, lên một cái đầm body nhung cho các chị mình. Nhung dập ly ha, màu này là màu nâu đồng, màu này cũng không kén da. Một em body nhung dập ly rất là xinh. Có độ co giãn cho các chị mình luôn. Eo 84, 85 đổ về cho em vừa. Cổ này là cổ chéo mà. Cái cổ áo này là không có sợi chợt nè. Chị nào vào một to đầy đặn mình mặc càng đẹp, không sợi chợt cho em luôn. Với lại mình dễ điều chỉnh nữa. Mình thích nó kín hay là thích nó hở gì thì cứ điều chỉnh giúp em. Nha, bảo đảm với chị luôn là mặc rất là sang xịn mịn luôn. Nhung dập ly nè. Đó, mình nhìn rõ cái đường dập ly không? Cái này em đơm là nó vừa tầm với em thôi. Tức là em thấy nó như vậy là nó cỡ vừa kín vừa hở là nó ok với em nè. Còn nếu cái chị thích kín hơn thì mình đơm cao hơn xíu. Đó, ví dụ thích kín hơn thì mình đơm cao hơn xíu trên này. Còn ai muốn sexy quyến rũ mình hạ cổ sâu xuống cho em. Có khoe với chị đúng không? Đẹp mình khoe mình hạ cái cổ sâu xuống cho em càng tốt. Nếu mà cái chị thích thở nha. Còn không thì cứ đơm vừa tầm thôi. Rồi 299k cho em mẫu này. 1441 cho em. Chị Kim Nam lấy cái 2X. 2X hả chị, cái em mới mặc đúng không? Cái vải này nó vẫn có độ mát, nhưng mà chị muốn mà nó mát lạnh như là von với lụa thì nó không mát lạnh được như vậy nha. Nó vẫn có độ nhẹ mát cho các chị mình.
Nhưng mà chắc chắn cái vải nó dày dặn hơn thì cái độ mát nó cũng ít hơn mấy cái chất kia. Nếu mà cái chị thích mà siêu nhẹ mát thì cứ chọn van nội cho em. Còn mình vẫn thích vải có độ dày dặn thì em này vẫn mát mẻ nhẹ nhàng chứ không đến mức gọi là quá cứng hay là quá thô cứng khó chịu thì không có. Em này vẫn mặc ok cho em ha. Chỉ là vải nó dày dặn hơn ha. Vải nó dày dặn nó xè phồng hơn. Thì tất nhiên là cái độ mát ví dụ cái kia nó mát cỡ 100% đi thì em này nó mát được cỡ là 60-70% thôi chứ không thể nào nó mát như cái kia được tại vải nó dày hơn mà. Đó rồi vẫn ok chị mặc được ha. Đây em này thoải mái cho em nè. Xuất sắc. Xè phòng rất đẹp. Chị nào mà thích những cái kiểu mà vải nó đứng đứng á, vải nó đứng form á thì cứ chọn cho em cái này. Còn thích mềm rũ thì cứ chọn voan và lụa cho em. Em sẽ có rất nhiều kiểu cho các chị lựa chọn. 1m60, ô 1m58, 60kg. Được nha chị Kim Nam, chị để lại cho em số đo eo đi em chọn size cho mình luôn. Rồi còn em đang mặc đây là 1441. Em mới mặc là 1491. Coi chừng size mã nha. Em mới mặc là 1491. Cái này eo 90 mặc được luôn. Chị nào size to tham khảo giúp em. Eo 90 đổ về cho em vừa. Chốt đơn nha, eo 90 nha. Còn em mang á là eo 85. Đầm em mang eo 85 đổ về thôi ha. Đầm nhung dập ly nè. 1441 cho em ạ. 299. Rồi em có size cho các chị mình luôn nha. 40-65 cân vừa. Chị yêu nào dưới 65 cân chốt cho em. 1441 rồi xong hết M cả nhà ơi, còn 3 size luôn. Rồi thông báo với các chị tình hình em này hết size M rồi. Hiện tại bây giờ em đang có cho mình là size L, size XL và size 2X thôi. Nó có co giãn nha. Đầm này có co giãn mặc thoải mái, chất thì cũng mát, nhung nhưng mà nhung không có nóng. Nhung này của em nó cũng mỏng nhẹ mát lắm. Dập ly và có kết hợp hoa. Cổ thì may cổ chéo mà cổ xoắn nha. Cổ đắp chéo cái chị nha, cổ đắp chéo và em chưa có đơm gì hết nha. Giao tới nơi các chị đơm lại giúp em ha, tùy chỉnh. Thích kính hở gì đó tùy chỉnh giúp em nha. 299k cho em mẫu này. Em mặc trên người đây là 1441 nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có mình bình luận giúp em ha. 63kg eo 89 là chị, cái này hổng nhùa chị Thập Nguyễn ơi, cái này eo cỡ 85 thôi. Đầm em đang mang eo cỡ 85 đổ về thôi chị Thập Nguyễn. Còn eo chị mà 89 thì em mẫu này không được rồi. Để em nghĩ là có cái body nào không ta. Body cái ren eo 89 hả? Eo 89 để em đo lại cái ren coi. Cái ren này em giới thiệu cho mình em trừ hao liệu cỡ 88 á. Nhưng mà nó có co giãn nè. Có thể vừa nha, đợi em chút. Chị thích body hả chị Thập Nguyễn? Chị thích body để em đo lại cái này coi. Thường em hay trừ hao cho khách mặc thoải mái nữa đó. Nhưng mà để em đo lại cho nó chắc chắn nha. Em có cái ren xanh này nè, ren xanh với ren đen. Hai mẫu ren này nè. Ui trời 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 đất. Rồi. Đầm này của em eo cỡ tối đa 90 được nè chị. Được không? Chị thích ren không? Em có cái body ren này nè. Eo 90 chị mặc được cho em. Em hay tư vấn eo 88 là để khách mặc thoải mái. Còn tối đa cho em vừa y là sẽ 90. Eo 90 là vẫn mặc được nha. Ai? Được không? Ren xanh đuôi cá. Chứ còn cái em mặc thì không vừa. Em mặc eo cỡ 85 thôi. Còn cái này nó co giãn nhẹ cho mình nè. Đầm ren xanh được không chị Thập Nguyễn ơi? Ren xanh hoặc là ren đen. Ren ồ em đang cầm cái này 2X phải không? Nhìn nó to. Đem có ren đen nữa. Đây ren đen nữa nè. Chị thích ren không? Nếu mà ren thì ok á, ren thì được hơn nha, form nó bự hơn. Cái ren này em về sau form to, thoải mái. Eo cỡ 88 90 quay đầu. Chị mặc body. Đây chị Thập Nguyễn, chị coi thích màu này không? Đen hay xanh em giới thiệu. Hay mua luôn cả hai đi, lâu lâu mới về được cái mẫu co giãn. Được nha, tối đa 90 cho em luôn. Đó, test luôn co giãn là cỡ đeo 90 cho em luôn đó cả nhà. Được không? Chốt cho em đi màu đen hoặc màu xanh hoặc cả hai luôn. Tại vì lâu lâu mới có. Chưa chắc đợt sau đã có về co giãn như thế này. Đó, chưa chắc đợt sau đã có mẫu co giãn form to. Nên là hôm nay thấy cái nào mà đơn thì mình chốt luôn ha. Em đang cầm trên tay là ren đuôi cá hai màu, xanh và đen. Mình thích màu nào em giới thiệu nè. Thật ra em có mặc rồi á, nhưng mà chị đã vô sau thì em sẽ mặc cho mình coi lại nha. Sườn xám nâu. Sườn xám em đâu có màu nâu, em có màu à, em có màu đen. Sườn xám em còn màu đen chị yêu ơi. Đây, sườn xám em có màu đen nha chị, không có màu nâu. Nếu mà chị Hương Lưu thích sườn xám á thì em sẽ có cái màu đen này nè. Em còn cái đen này được không? Mà để em coi size gì cái đã. 1394 sườn xám. Em còn size XL, à size, ồ đúng rồi XL. Eo 74 hả chị, eo 74 chị mặc hơi rộng nha. Đầm này còn size XL, eo tầm 7, 7, 7, 8,
7678 nha, 7678 80 cho em được không chị? Màu này được không chị Hương Lưu ơi? Màu này màu đen có kim tuyến, full kim tuyến luôn, nhung kim tuyến màu đen nha, cả trước cả sau như thế này, lấp lánh full đầm. Đây là sườn xám nhà em, màu đen kim tuyến, em còn size XL nha chị, là hơn chị một size á, nha hơn chị một size được không? Em tư vấn nè, em đâu có màu nâu đâu, còn em mặc không phải sườn xám, em mặc là sẽ tà sau mà, sườn xám là nó sẽ hai bên, còn cái này là body sẽ sau thôi. Rồi em mang là 1441 nha cả nhà. Đầm này thì em có size từ 50-65 cân, 50-65 cân mặc vừa cho em ạ. Chốt đơn hôm nay là 299. Xong chiêm qua mẫu nha, 299k cho em mẫu này. 1441 cộng số điện thoại cho em. Chiều nào chưa có bình luận nhanh tay ở bên dưới để em tư vấn và chờ hàng nha cả nhà. 57, cái 57 em chốt cho khách mất tiêu rồi. Em không biết chị nào được chốt nhưng mà em thấy hệ thống hết rồi là có người chốt rồi đó. Không biết hồi nãy đầu like là ai may mắn chốt được cái đồng đó rồi. Chị nào được chốt cái 57 vậy, có còn co like của em không? Ai được chốt cái 57 bình luận cho em coi. Chị nào chốt được cái 57 em chúc mừng trước luôn á. À màu đen chị Hương Lưu mua hôm trước rồi hả? Vậy em hết rồi. Em hết rồi, màu đen chị mua rồi là em hết sườn xám rồi. Hôm bữa có màu tím mà, màu tím đầu like còn cái em mà cũng bán luôn rồi. Giờ em chỉ còn cái màu đó thôi. Còn cái kia, còn cái ngôi sao còn không ta? Để em nghĩ coi. Ngôi sao. Rồi em xíu, ngôi sao cũng hết luôn rồi. Rồi a. Ôi hết rồi chị yêu ơi. Hết rồi chị yêu nha, không còn sườn xám nữa rồi. Sườn xám bữa về 4 mẫu like hết trơn rồi. Like bộ nó xem rồi chị Kim Nam, bộ nào chị Kim Nam ơi, cái sườn xám này hả? Cái sườn xám này thì không có size của chị Kim Nam. Chị Kim Nam thích hồi nãy là eo chị là nãy chị nói eo 89 đúng không? Là chị phải mặc cái ren á. Nè, hai cái ren này mới vừa với chị nè, hai cái ren có size của chị. Xanh hoặc đen, chị lựa cho em đi, thích màu nào. Chứ còn cái sườn xám đó không có size của mình nha. Em mặc được nhưng mà không có size, để em mặc luôn. Đây chị nào vừa cái sườn xám này thì chốt luôn nè, dễ thương lắm. Nhưng mà em chỉ còn size XL thôi, eo cỡ 80-82 cho em thôi. Đầm này em còn size XL, eo 80-82 quay đầu cho em thì được nha, còn trên nữa thì không vừa. Chúc chị Ngọc Hiền ok luôn. Rồi đây, em lên sườn xám. Sườn xám kim tuyến là 1394. Váy này em còn cho mình là size XL, 60-62 cân đổ về cho em chút đơn. Rồi, nhung co giãn giúp em. Đây sườn xám. Sườn xám nhung co giãn nha cả nhà ơi. Nè, sườn xám nó phải sẽ như vậy nè. Đó, sẽ tà hai bên cho các chị mình ha. 1394 là mã em mang nha. Sườn xám nhung kim tuyến, chất mát lạnh, cả nhà yên tâm. Bộ lá phong. Bộ lá phong hả chị? Lá phong em còn size eo cỡ 86 à. Lá phong em cũng cỡ 86 chị Kim Nam nha. Lá phong em cỡ 86. Rồi em đang mang là 1394 nha. Em chào chị Quốc Thịnh nè. Không phải bộ đó hả chị? Không phải bộ đó, bộ nào ta? Lá phong hả? Chị bình luận lá phong đúng không? Lá phong màu vàng, mẫu đen còn nhưng mà em nó 86 rồi chị ơi. Em nó cỡ 86 được không? Còn eo trên nữa không có. Lá phong em còn nhưng mà không có size hơn. Lá phong nè. Lá phong đây. Đợi xíu lên lá phong mình coi nha. Rồi sườn xám em mặc là 1394. Chị nào chưa có thì hôm nay chốt nè. Em còn size M nha cả nhà. 1394 sót còn size M. Size M nha. Chị nào thích cái váy này em chốt luôn nha. Còn có mười mấy cái thôi. Em còn có mười mấy cái thôi, em sale luôn nè. 179.000. Giá cũ 350. Giá cũ 350 hôm nay sale 179.000, chơ lớn xạ hàng luôn, tại còn mấy cái cuối à. Sale hết bỏ mẫu nha. Sale hết bỏ mẫu váy này nha, dạ không về thêm nữa nha. Đây sườn xám xẻ tà, đi đứng thoải mái cho em. Không lo ôm bó khó chịu luôn, em còn size XL. Chiều nào 62-63 cân đổ về chút đơn cho em ha. 1394. 1394 kèm số điện thoại nha, sườn xám cổ tàu khép giọt nước. Đó, xịn sò chưa? Trời ơi, không đẹp không lấy tiền rồi. Thật sự luôn, không đẹp không lấy tiền cái chị luôn á. Chốt đơn hôm nay là 179k. 179k cho em mẫu này, shop còn size XL. Shop còn size XL nha cả nhà ơi. Xe 179, eo đầm này 82-83 độ về cho em nha. Co giãn, trích nhung co giãn nè. Đó, nên mới lên được. Chứ thường XL eo 78. Nhưng mà cái này nó co giãn nên là trừ hao luôn. Eo cỡ 82-83 chốt đơn cho em. Rồi em lên lá phong. Lá phong thì em còn size cũng size to, nhưng mà nó được cỡ 86 à. Tại lá phong này là chích von á. Lá phong này là chích von nên là em không có trừ hao nhiều ha. Đây lá phong. Lá phong 1484. Rồi lá phong mã số là 1484 cho em nha cả nhà.
Đây, 249.000 hôm nay cũng giảm luôn nè. Lão Phong 1484 nha. 249.000 đồng. Em còn size L, XL với lại 2X, L86 quay đầu cho em nha. 1484, eo dưới 86 nè, 249. 249.000 cho em nha cả nhà ơi. Có size cho mình từ 40 cho tới là 50 tới 65 chứ. 50 tới 65, 66 cân nha em, hết size M rồi. Em còn size L, XL và 2X nha. Lá phong đây còn 3 size, cổ tròn. Cổ tròn tay ngắn phong xè 2 lớp cho các chị luôn. 249k cho em lá phong, đầm von 2 lớp. 249 ạ. Chị Hồng Ngân, chị Hồng Ngân ơi, chị có cần em hỗ trợ gì không? Em thấy chị bình luận. Em thấy chị bình luận nhưng mà không thấy chị hỏi gì hết trơn à. Chị có cần em hỗ trợ gì không? Hay là mình có muốn đặt mẫu nào thì cứ bình luận cho em ha. 84 em đang mang L86 nha. Đồng này 86 độ về cho em là được ha. Rồi chốt hôm nay luôn là 249k nha cả nhà ơi. Không có túi, em này may trơn. Em này xè trơn không túi nha cả nhà ơi. Xinh không? Phong xè qua gối của em nè. Đó, váy đầm xè nhẹ nhàng cho các chị luôn. 50-65 cân vừa, em với 86 mình chốt cho em mẫu này. Nhanh tay đặt luôn em, chừa hàng chừa sao giảm giá. Đầm von 2 lớp khóa nằm sau ạ. Em mặc là 1484 nha. Đầm này của em có co giãn không? Không chị ơi, đầm này em không có co giãn. Đầm em mang là nó chỉ có size cho mình từ 50 tới 65, 66 thôi. Eo đầm 86 à, chứ không có co giãn hơn được chứ cái nhung vừa rồi. Cái nhung vừa rồi nó co giãn tốt, cái này không co giãn được vậy đâu nha. 249, 249.000 cho em ha. Rồi chị Kim Nam 2X mẫu này, chị Thanh Nguyên mẫu em mặc size XL có luôn. Em còn cho mình là 3 size nha. Em còn cho mình là 3 size các chị em nha. Còn size L, size XL và size 2X ha. Cả nhà muốn lên mẫu nào tiếp theo thì bình luận cho em ở bên dưới thì em thay mẫu nha. Em còn nhiều đầm đẹp lắm. Đó, ưng cái nào phải nói em chứ em không biết mình thích cái nào đâu. Thích mẫu nào nhắn em giới thiệu cho mình. Váy em đang mặc đây là 1484, sale luôn hôm nay là 249.000 đồng. Dạ von, chị em mặc là von, không có co giãn, L86 thôi, đầm von cho em. 249k cho em mẫu này, còn 3 size. Em còn 3 size cuối là size L, size XL và size 2X nha. À, bên em like mấy giờ? Thường á thì bên em like mà. Tại em like một lúc nhiều trang á cả nhà. Có trang thì em like ngẫu nhiên lắm. Có trang thì em like ngẫu nhiên, có trang thì như chương xin các chị xem á thì em sẽ like cho mình thường là trưa với tối. Trưa các chị đặt, trưa các chị xem like khoảng tầm 11 giờ rưỡi, 11 giờ 1 rưỡi. Còn tối thì cỡ tầm 6 giờ 30, 6 giờ 45 tùy hôm sẽ lên cho mình. Đây là các chị bấm thích trang bên em đi, em like giờ nào Facebook nó sẽ nhảy thông báo lên cho mình giờ đó. Thì mình chỉ cần bấm vô xem thôi là thấy em livestream liền ha. Còn mà like này like bán hàng bài tiếng tiếng mấy á. Còn nếu mà like mà dạng như like giới thiệu sản phẩm riêng từng mẫu một mẫu 4-5 phút á thì em like thường xuyên á. Thường có khi sáng trưa chiều lúc nào cũng like hết trơn á. Dạo này giảm tương tác dữ quá cho nên em cũng like quảng cáo nhiều hơn like bán hàng luôn. Chào chị Anna Huỳnh nha. Bên em vẫn like thường xuyên rất là nhiều trang, không chỉ đi một trang đâu. Có khi em like lần tới 2-3 trang lận. Ở thành ra nhiều khi mấy chị khách bình luận nói ủa đang coi bên này thấy like bên kia nữa. Bên nào các chị mua cũng được hết trơn á, giá nó cũng như nhau thôi. Chỉ khác là em chia ra em like để mà tiếp nhận thêm nhiều khách hàng á. Em muốn tiếp cận nhiều lượt khách hàng nên em like nhiều trang thôi. Chứ cùng là bên shop em ha cả nhà. Rồi, giờ em lên tiếp đầm sale nữa nha. Đây, cái váy này xinh nè. Mẫu này em sale 149.000. Súp ly nha. Thấy mấy chị khách thích súp ly đúng không? Em còn này mấy cái em sale cho nó hết luôn. Vest súp ly 149.000 đồng. Đây, một em cổ vest rất là dễ thương. Nhưng mà em này thì nó chỉ còn size nhỏ thôi. Đầm em mang bây giờ nó chỉ còn size M thôi, dưới 50 cân. 1409 ạ. 1409 149k. 149k cho em mẫu váy này ha, nhanh tay em tư vấn nè. 1409 149k, nhưng mà em này chỉ còn size M thôi hà. Dưới 50 cân cho em thôi. Đầm phối ren tím hả chị? Ok, đợi em xíu, cái đó là dạ hội cách tân bên em. Có 200 mấy à, đợi em xíu nha. À, đầm đó có size 45kg không chị Thanh Hà? Đầm có 40 thôi. Em mới mặc hả chị? Hết rồi. Em mới mặc nó còn size từ 50 chị ơi. M hết rồi. 45 là chị mặc size M nhưng mà em hết rồi chị Thanh Hà ơi. Lá phong. Lá phong còn size L, hồi nãy mặc size L nè. Vừa rồi là em mặc size L nè, nó hết size M rồi ha. Hàng nhà em may nên là tem mạc nhãn mát có đủ cho các chị mình xin xin shop nha.
bên em tự thiết kế luôn. Lá phong chị còn size L, XL và 2XL. Đầm nhung dán xòe hả chị? Có, em còn một cái nhung hoa dán xòe. Hôm nay em có về nhung ở đợt mới này thì không có về thêm nhung ha. Còn là em có cái nhung của đợt trước sót lại nè. Đây chị, nhung hoa dán xòe em có mẫu này. Mẫu này thì không phải hàng mới về, mà hàng đã về được mấy tuần rồi, em bán lẻ size luôn rồi. Đây chị có mẫu này chưa? Sợ chị có rồi thôi. Nếu mà chưa có thì để em giới thiệu nha. Nhung hoa đây, em có nhung hoa cho mình nè. Trước về được mấy mẫu nhung hoa, nhung trơn á, nhung trơn cũng có, dán xòe nhung hoa cũng có, bán hết trơn rồi. Giờ sót lại mỗi cái nhung hoa này thôi, còn sót lại nhung hoa xòe này thôi. Rồi bây giờ em đang mặc thì 150 nha. Váy này nó xếp ly trên váy là đuôi cá cho các chị, may kèm một cái túi. Ở trên cái nắp túi còn viên cúc ngọc trai nữa, đẹp lắm. Đó, từng cái chi tiết là đẹp luôn ha. Rồi xếp ly trên váy cả trước cả sau cho các chị mình luôn nè. Đó, cả trước cả sau xếp ly cho các chị mình luôn. Em chưa kêu hết khóa nha. Sale hôm nay là 149k. 149k cho em mẫu váy này ha. Chất liệu là cô tông lạnh. Cái chất này em hay may vest nè. Giá rẻ không? 149. 149 ngàn, chị nào ưng thì chốt giúp em ha. Em đang mặc đây là 1409 ạ. À chị Ly, chị Mỹ Ly có rồi hả? Chị Mỹ Ly có cái váy đó rồi thì em không còn cái nhung xòe nào hết trơn á. Nhung xòe em bán hổng giờ, phải chị Mỹ Ly hỏi nhung không ta? Nếu mà đúng là chị có đó rồi thì em không còn cái nhung xòe nào hết. Nhung xòe em bán hết trơn rồi. Sắp tới có về nhung không ta? Sắp tới mà mấy cái mẫu mà chuẩn bị em bán cho các chị mình chuẩn bị về á, là em có Von, em có Sức Thái, em có Von với Sức Thái. Để thôi, lụa đó, đợt sau là sẽ về nhiêu đó chứ chưa có về thêm nhung. Rồi em mặc đây là 1409 nha cả nhà. Bách lâm hả chị Ái Huyên? Dạ không, hiện tại bên em không có bách lâm. Đợt trước em có may nhưng mà em thấy khách không có chuộng lắm. Body hả chị Thật Nguyễn? Đó, để em cầm cho chị coi hai cái body này nè, chị ưng không nè? Chị Thật Nguyễn, để em có cầm cho chị coi hai cái body ren mới, hai cái này mới về ren đi tiệc. Cái đen với cái xanh, cái nào cũng lấp lánh hết. Cái đen đính cường, cái xanh đính kim tuyến, hai mẫu ren mới của nhà em. Còn không thì em mới mặc là cái body nhung dập ly. Đây, còn một cái body chưa mang là body von. Em còn một cái body von này chưa mặc, chút em mặc cho mình xem ha. Rồi chị khách hỏi bách lâm thì hôm trước em có may một lần bách lâm rồi. Kiểu đó cũng rất là hot, rất là đẹp. Nhưng mà em thấy là lượng khách shop mình là không có chuộng lắm. Em không khách không chuộng màu đó lắm, cho nên là em không có may thêm ha. Mấy chị khách hình như thấy kiểu đó nó hơi trẻ hay sao á. Trước có may rồi chứ bộ mà tại khách không chuộng. Đó là em bị tồn hàng nên em không có may thêm. Em sẽ may những cái mẫu nào mà em thấy là khách chuộng, khách thích đó thì em mới may thêm thôi. Chứ còn mấy mẫu mà em về một đợt mà em thấy khách không tương tác nhiều ha, bán lâu bán khó thì những lần sau không may nữa. Tại vì phải may theo khách, phải coi thích thích cái nào, với thị trường đang hot cái nào nữa. Hiện tại thì em đang có may mấy cái suông, chuyến này thì về làm suông nhiều. Rồi em lên cho các chị xem cái màu tím ren này nha. Đầm này của em là dạo hội cách tân, trên là ren, dưới là chiếc phông. Váy này em đang sale có 250 à. Mấy cái dạ hội mà trước em may á là 600 mấy, 600 mấy, 700 mấy. Nhưng mà hôm nay em may kiểu đơn giản hơn. Cái váy này nó chỉ có ren theo phía trên thôi. Trên váy là chiếc phông ở dưới nè. Đơn giản nhẹ nhàng hơn, các chị mặc những cái buổi tiệc nhẹ cũng được ha. Vẫn sang, vẫn sang nhưng mà nhẹ nhàng. Rồi giá rẻ nữa, 1450, 249 ngàn. Chị nào thích dạ hội cách tân chốt cho em cái váy này nha, 1450. Áo là ren theo nổi ha. Áo trên là ren hoa nổi, còn phía dưới là chiếc phông cho em nha. Em còn size M, MXL với 2X. Mẫu này em còn 3 size nha cả nhà. Váy em mặc còn 3 size, 249 ngàn. 249 ngàn đồng cho các chị mình luôn ha. Còn 3 size cuối cùng, M, XL và 2X nha cả nhà ơi. 40-65 cân mình chốt đơn cho em ạ. Xinh lắm, ren hoa nổi luôn. Trên váy thì đen trơn, các chị mặc nó rất là gọn dáng, nó không có bị lộ khuyết điểm á. Chị nào có bụng dưới, chọn cái này cho em đi. Lên là auto gọn dáng luôn, không lao lộ bụng luôn. Thứ nhất là cái trên váy nó xòe, thứ hai nó màu đen nữa, không mà không có sợ lộ dáng nha. 249k cho em mẫu này. Rồi giá trên line, giá trên line 249 ngàn đồng, em đang mặc luôn. Đây là 1450 của nhà em, dáng váy xòe dài cho mình, sẽ rất là rộng luôn nè. Trong có lá không có là sợ mỏng, với có túi rồi nè. Đó, may kèm hai túi. May kèm hai túi và khóa kéo nằm sau lưng của em nha. Sóc còn 3 size nha cả nhà ơi, size M, size XL và size 2X. Nhưng mà không có nhiều, em đọc số lượng các chị tham khảo nha. Nghe em nói còn 3 size cứ mình đi mình đợi đặt hàng thêm. Mấy ngày sau mình đặt, thật ra không có nhiều đâu. Em còn có 3 cái size M thôi. 3 size M, 9 cái size XL,
đa số là 2X. Nếu mà 2X thì mình có thể chần chờ thêm 1-2 hôm. 2X em còn khoảng tầm là 50 cái. Nhưng mà riêng cái size M nhiều khi hết line này nó hết rồi cũng hay, cũng có 3 cái size M thôi nha. Em còn sót lại 3 cái size M nè, 9 cái size XL và size 2X thì em còn tương đối hơn ha. 249k cho em nha cả nhà. Mã váy em mặc là 1450. Áo là ren theo chị, áo ren theo. Áo ren theo trên váy là chiếc phông. Chị Vân đổi cho em số điện thoại để chút bên em gọi tư vấn size chị yêu nha, với lại chút đơn ha. Các bạn bên em sẽ gọi cho khách để mà chọn size với xin địa chỉ giao hàng. Các chị yêu nhớ để điện thoại cho em nha. Thấy mà ai gọi tới là chút đơn liền. Nãy giờ các chị có quên gì không? Có quên chia sẻ không? Em thấy được chia sẻ rất là thấp luôn á. Nãy giờ đơn hàng thì rất nhiều mà em thấy được chia sẻ gì đâu có xíu xiu à. Điều kiện hôm nay để mà chốt đơn là 3 lần chia sẻ đó. Chị nào quên là một chút xíu không chốt đơn được nha. Ai chưa chia sẻ là bắt tay chia sẻ liền cho em đi. Có 3 lần thôi, không có mất nhiều thời gian đâu. Chia sẻ xíu là xong rồi, bấm có tí xíu là xong 3 lần rồi, là mình chốt được tất cả các sản phẩm luôn. Đây là 1450 của nhà em ha. Váy xòe cho các chị dài tới bắp chân nè, may kèm 2 túi nữa nha. Rồi chị Cúc Trân ơi, lấy mẫu nào? Chị Cúc Trân em thấy có số điện thoại với số size nhưng mà chưa có mã số. Em mặc là 1450 nha. Em mặc 1450. Váy suông hả chị? Nhiều lắm. Suông nhà em rất là nhiều. Chị thích suông có cổ hay là suông không cổ? Em có sơ mi suông nè, là có cổ nè. Hoặc là suông cổ tròn. Suông cổ tròn nè, suông cổ gì nữa ta? Nhiều quá không nhớ hết luôn á. Vét suông cũng có nữa. Vét cũng có vét suông luôn. Cổ tròn phong suông cũng có. Cổ tim phong suông cũng có nữa chị. Đó, chị thích kiểu sao? Chị thích kiểu sao để em giới thiệu cho mình nè. Giờ em lên một cái body trước ha, cho chị suy nghĩ nha. Em cho chị suy nghĩ coi chị thích kiểu sao. Rồi bây giờ em lên cái body. Trong thời gian chờ chị suy nghĩ, em giới thiệu một cái body von rất là xinh. Chị đã thích body thì có thể xem mẫu này. Em này thì nó không có đính cườm hay là đính kim tuyến gì hết, nhưng mà nó có những cái hoa màu vàng á, nhìn nó rất là nổi bật luôn. Rồi đầm em mang nha, 1428 nè. Đây không cần kim tuyến, vẫn nổi bật cho em, hoa vàng. Nền caro hoa vàng 1428. Mã này em còn mấy cái đây ta? Để em coi coi. 1428. Rồi, 3 size. Em còn 3 size cả nhà ơi, 1428 nha. Còn 3 size là size LXL2X 199.000 luôn. Chốt đơn hôm nay 199. 199.000 đồng cho em, chị yêu nào chưa có lên đơn luôn để em tư vấn và chừa hàng. Em mặc đây mã số là 1428 nha cả nhà ơi, lên đơn sớm để em tư vấn nha. 1428 kèm số điện thoại cho em ha. Một bốn hai tám kèm số điện thoại cho em nha. Em mặc là 1428 là 199.000. 199.000 sáu còn 3 size là LXL và 2X ạ. 50-65 cân cho em là vừa nha. Nhanh tay em chốt đơn nè. Xinh quá luôn, này là đuôi cá. Body đuôi cá em đang mặc, chất liệu là von được may hai lớp cho mình ha. Lên form rất là đẹp không quý chị xem. Trời ơi, xuất sắc như vậy, có kèm dây thắt eo nữa. Dây thắt eo này là em may cố định hai bên nè. Mình thắt trước như em, hoặc thắt sau. Thắt đâu cũng được hết á, nhưng mà theo mà em mặc hợp, em mỗi lần em like mặc kiểu khác nhau á, thì em thấy là cái mẫu này thắt trước nó đẹp hơn. Còn ai muốn thắt sau thì cũng được, nhưng mà theo em thì em thấy thắt trước nó dễ thương hơn. Rồi sao luôn hôm nay 199 nè. Em mang rồi chị, em mang là vải von, này là von nha, hoa vàng. Nền caro hoa vàng còn 3 size cuối. Sót còn size L, size XL, size 2X nha, 50-65 cân. 50-65 cân mặc vừa cho em nha. Chị nào chưa có thì lên đơn đặt hàng. Chị nào chưa có thì lên đơn đặt hàng nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. À, mã váy em mặc đây là 1450 nha cả nhà ơi, chốt đơn hôm nay là 199.000 đồng nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ha. Đặt luôn trên like để em tư vấn nha cả nhà ơi. Nhớ kèm theo cho em là lượt chia sẻ nè. Mỗi chị chia sẻ cho em 3 lần để chốt đơn nha. Nhớ kèm theo chia sẻ cho em, không chia sẻ là không có được chốt đơn giá rẻ đâu. Cùng là em váy này nhưng mà mình không chia sẻ giá nó cao hơn 1-200 ngàn á, mình chia sẻ thì em chốt có 199 à. Rồi lên cái 1399 cho chị xem nha. 1399 là form xòe, nhung hoa dáng xòe. Không tiếc em còn sai gì nữa nè, hổng giờ là em không có mặt luôn á. Nhiều đầm quá, nhiều khi em có một like, một số like không có đụng tới luôn á. Đây 1399 đây, 1399 nha cả nhà ơi. Chất liệu là vải nhung. Nhung nhà em nhung lạnh, cho nên là các chị mình mặc, mình mặc mùa hè nó cũng mát nữa. Nói chung là 4 mùa cho em luôn, 4 mùa cho em mặc đều mát nhẹ ha. 1399.
Rồi, em sale luôn 150. Còn size M còn size à? Em còn size thôi cái chị ơi, nhưng mà nó co giãn tốt. Nhung thì co giãn tốt. Tăng một size được luôn ha, chị nào dưới 55 cân đổ về chốt đơn. Đây, size M nhưng mà em mặc các chị thấy không? Vẫn rộng cả khúc luôn. Size M, em đang mặc size M nha. Vẫn dư một khúc. 55 cân đổ về các chị vẫn chốt cho em được sale 150 hôm nay. 149 ngàn cho các chị luôn. Đặt nhanh em tư vấn và trừ hàng. Voan màu tím không em? 1450 hả chị? Trên váy màu đen, ở trên là hoa thêu tím. Để em cầm lại cho chị coi. Đợi em xíu nha, em cầm lại cho chị xem cái mẫu đó. Rồi, đây chị ơi, 1450 nè. 1450 là cái chân váy nó màu đen, còn cái hoa thêu nó với màu tím chị nha. Này là ren, ren thêu kết hợp với chiếc phông nè. Đây là 1450, chị gút chân xem lại giúp em ha. Trên là ren nổi, dưới là chiếc phông. Còn em đang mặc đây là 1399 đó, chị còn size M thôi nha cả nhà. 1399 chị còn size M thôi, coi giãn tốt, dưới 55 cân vừa. Nhung hoa xòe có túi nha. Ở ngoài cái vải này của em nó có cái độ ống nhẹ. Mấy cái đồng nhung nó đều có độ ống nhẹ rất là đẹp luôn. Ngoài đẹp hơn trên line nha. Xem 149 ngàn. 1399 mã váy của em, shop chị còn size M dưới 50 cân. À quên, 55 cân. Co giãn tốt nha. Size M nhưng mà co giãn tốt. 55 cân đổ về chốt đơn cho em. Vải nó ống dễ thương lắm. Chết nè. Trời ơi, co giãn tốt chưa? Thoải mái cho em luôn. Tăng một size được luôn á. 149k cho em thôi hả. 149k chị nào chưa có lên đơn sớm để em tư vấn nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay đặt luôn để em chừa hàng, chưa sai giảm giá cho các chị yêu nha. Em đang mặc đây là 1399 nè. Chị khách nào chưa có mẫu này thì cứ bình luận nhanh tay cho em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Đầm em mang chất gì? Đầm em mang chất nhung. Em đang mang đây là chất nhung nha cả nhà. Một em nhung hoa rất là xinh, eo cao vẫy xòe, cái tông nền đen các chị mặc rất là gọn dáng, mình không có sờ lộ bụng với lại không cản da. Da trắng da ngâm gì cũng có thể mang được mẫu váy này của em ha. Chị yêu nào chưa có thì bình luận nhanh tay để em tư vấn và chừa hàng cả nhà nha. Nhanh tay đặt luôn, em chừa hàng chừa sai giảm giá nha. Em mặc đây là 1399 các chị yêu hạnh. Chút sớm em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị nha. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ qua thêm một em váy khác cho các chị xem nữa nha. Đó, ưng váy nào cứ bình luận để em tư vấn cho các chị xem nha.